Tôn Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Trấn Thành. Kính thưa toàn thể quý vị, ngày hôm nay chúng tôi rất là vui và hân hoan đón chào toàn thể quý vị đến với chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Thank God You Are Here, với sự dẫn dắt của Trấn Thành. Vâng, thưa quý vị, một lần nữa chúng ta xin được đón chào toàn thể quý vị đến với chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi với sự đồng hành của Tôn Đông Á. Và ngày hôm nay là một cái ngày khá là đặc biệt khi mà Trấn Thành dẫn chương trình này. Và tôi đọc cái lá thư để quý vị biết tại sao Xuân Bắc vắng mặt. Kính gửi chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, em là một fan hâm mộ cứng của chương trình. Em rất ngưỡng mộ anh Trấn Thành. Bạn gái em lại rất thích anh Trường Giang, nhưng bà ngoại em lại thích chị Hồng Đào. Và em biết năm nay chúng ta giữ anh Tự Long, nhưng có thêm anh Hoàng Sơn và chú Trung Dân, nên em đề nghị chương trình nên thay đổi cho từng người làm MC một số tái bút. Em xem bạn gái em là tất cả, nên xin chương trình hãy cho anh Trường Giang được làm MC một số, nhưng nếu được anh Trấn Thành theo ý em thì càng tốt. Và ngày hôm nay thì chúng tôi xin được thay mặt cho MC Xuân Bắc tiếp tục để dẫn dắt câu chuyện của Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Hy vọng sẽ đưa quý vị đến với từng phòng thật là thú vị. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ chào đón những trưởng phòng quen thuộc của chương trình. Xin chào đón trưởng phòng Hoàng Sơn, trưởng phòng Tử Long, trưởng phòng Hồng Đào, trưởng phòng Trường Giang và trưởng phòng Trung Dân, cùng với Trấn Thành. Và ngay bây giờ chúng ta hãy chào đón nghệ sĩ Hoài Linh. Thưa anh Hoài Linh, hôm nay khi vắng mặt MC Xuân Bắc, một người dẫn chương trình quen thuộc, thì không biết anh Linh có cảm xúc gì không ạ? Có thấy là thiếu thốn gì cho chương trình của chúng ta không? Không, tôi thấy đủ hơn. Cảm ơn sự chân thành của anh, ngắn gọn, dễ hiểu và xúc tích. Xin cảm ơn anh Hoài Linh. Thưa quý vị, và bây giờ xin một tràng pháo tay nồng nhiệt để các trưởng phòng vào trong chuẩn bị thật tốt cho căn phòng để chào đón quý vị. Xin mời. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn là bây giờ chúng ta đang chờ đợi bốn người tham gia ngày hôm nay là ai. Ngày hôm nay có một siêu mẫu. Hôm nay có một ca sĩ. Hôm nay có hai diễn viên hài. Vậy thì họ là ai? Mời quý vị gặp gỡ. Xin mời. Trấn Thành xin được giới thiệu bốn vị khách mời của chương trình ngày hôm nay.
diễn viên Trung Rùi, người mẫu Minh Tú, ca sĩ Khổng Tú Quỳnh, và một trong những hiện tượng hay trên mạng rất là đẹp trai body chuẩn Vinh Râu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng làm quen với các khách mời. Xin chào bạn Trung, bạn tham gia chương trình đây là lần thứ mấy? Em tham gia lần đầu. Bạn thích điều gì ở đây? Là em thích anh ấy. Tại sao lại có thể cụ thể như thế chứ? Rất là trân trọng cái tình cảm của bạn. Thế bạn sợ nhất cái điều gì ở đây? Là anh Hoài Linh ạ. Tại sao bạn lại sợ anh? Thường là phải sợ trùm cuối đấy. Đúng rồi, là sợ trùm cuối. Tâm lý này hợp lý. Cảm ơn bạn, cảm ơn sự cụ thể của bạn. Cô gái, tôi thắc mắc là tại sao cô bước ra lại nhận được sự hú hét của khán phòng nhiều đến như vậy? Tại em cao hơn anh. Hãy dành miệng lưỡi đó vào trong phòng kìa. Em chặt chém cái người trong phòng chứ không phải là MC của chương trình. Em hiểu chưa? Em đâu có chặt chém gì đâu. Ừ, anh cảm ơn sự chân thành đến sừng sốt của em. Trời ơi, biết đâu quan gia ngõ hẹp một lát bà vô phòng tôi rồi bà biết. Cô gái xinh đẹp, đáng yêu, em cho tôi biết, ngoài sắc đẹp ra, em có điều gì tự tin là có thể đối chọi lại với các trưởng phòng? Miệng lưỡi để vô trong phòng nè, em nghe theo. Mọi người ta nói là kính lão đắc thọ, nên là người lớn nói là em nghe. Câu trả lời của em có hai vế. Câu trả lời của em, cái vế đầu tiên là em bảo rằng là miệng lưỡi em để dành, đó là một sự tát thẳng vào mặt tôi. Cái thứ hai em bảo là kính lão đắc thọ. Thật sự ra em chẳng cần cái thọ đâu, mà em chỉ cần nói là tôi lão thôi chứ gì. Đúng không? Tôi hiểu em rồi. Thôi em xin lỗi anh. Thật ra thì em đến đây cũng là lần đầu tiên em tham gia chương trình này. Cũng là lần đầu tiên mà em được gặp tất cả các anh chị em nghệ sĩ ngoài đời. Thật sự thì em cũng rất là hồi hộp. Bà, thật sự giờ bà sống ở đâu mà bà mới gặp người ta ở ngoài đời lần đầu tiên? Ý của em á là ngày xưa giờ em coi hài, em coi chương trình, em chỉ thấy anh Hoài Linh, anh rồi tất cả mọi người. Ngày nhỏ cũng có nghe nhạc của chị Khổng Tú Quỳnh nữa, nhưng mà là thấy trên TV thôi. Ngày nhỏ nghe là bây giờ hết nghe rồi chứ gì? Dạ, cũng còn chút chút. Rất đáng yêu phải không ạ? Cho Minh Tú một tràng vỗ tay. Đây là lần thứ mấy em ghé thăm khu vực này? Dạ, lần đầu tiên em đến tham gia chương trình Ân Rời, cậu đây rồi. Hôm nay có tự tin hay không? Em rất là hồi hộp. Em muốn gặp ai? Miễn là được gặp anh là được rồi. Tôi không hiểu là các khách mời đến đây các bạn nhìn tôi với ánh mắt như thế nào. Tôi là cái thứ gì mà các bạn xa lánh tôi dữ vậy? Tôi không hiểu, thật sự không hiểu. Anh chúc em may mắn. Hy vọng em đừng gặp anh. Mệt quá đây. Chào em. Dạ, chào anh. Vừa rồi, đám cưới lời hay lỗ? Chạc máu. Hôm nay em đến với Ân Rời là lần đầu tiên. Cho anh hỏi là em thích điều gì ở chương trình và em sợ cái điều gì ở chương trình? Thích là những cái nó xuất phát từ cái tự nhiên, những cái mà mình ứng biến á, cái ứng xử á, mà cũng sợ cái đó luôn. Cảm ơn câu trả lời rất cụ thể của em. Thưa quý vị, trên tay Trấn Thành là chiếc cúp mà nghệ sĩ Hoài Linh sẽ trao cho ai? Đang cái thế vỗ tay xong cái bỏ xuống để vậy luôn. Nha, ở đây là chương trình chứ không phải là như là thích ăn gì xin tiền mẹ mua ha. Ok, cảm ơn em ha. Thưa quý vị, làm như nó có cái quán tính á. Thưa quý vị, đây là chiếc cúp có thể sẽ được trao cho người khác mà nghệ sĩ Hoài Linh sẽ gửi tặng cho một cái người nào mà xử lý tình huống khéo léo nhất trong chương trình ngày hôm nay. Và hy vọng là các bạn sẽ có được chiếc cúp này. Bây giờ ai là người muốn tham gia đầu tiên đây? Nếu như số phận là em tham gia đầu tiên, nhưng mà em xin tham gia sau được không? Vì sao em nói như vậy? Em có cái linh cảm gì đó là em sẽ tham gia đầu tiên đó. Em ơi, thế mới nói thật là hay. Linh cảm của phụ nữ thường là đúng. Em tham gia đầu tiên em nhé. Chúc mừng em.
Và lời đề nghị của em đó là một lời đề nghị mà chương trình sẽ không chấp thuận em nhé. Và em sẽ là người tham gia đầu tiên. Xin một tràng pháo tay ủng hộ tinh thần cho Khổng Tú Quỳnh. Cảm ơn ba bạn còn lại. Thưa quý vị, các trưởng phòng sẽ đưa ra tình huống để thách thức các người chơi. Và nghệ sĩ Hoài Linh là người có thể bấm chuông bất cứ lúc nào khi tình huống dẫn đến cao trào. Và xin mời anh Hoài Linh thử chuông xem nó còn hoạt động tốt không ạ. Cảm ơn anh. Hôm nay anh đánh giá như thế nào về bốn người chơi này? Anh có cái kỳ vọng vào ai và anh lo sợ ai sẽ là cái người mà yếu thế nhất trong số họ? Tất cả các bạn đều là những người tham gia đầu tiên. Tuy nhiên với cái cách nói của họ thì anh thấy là họ cũng đã xem cái chương trình này rất là nhiều rồi. Và họ cũng rất là hoạt ngôn. Trung Rùi là cũng là một trong những diễn viên trẻ mà đang được rất là nhiều các khán giả trẻ yêu thích. Vinh Râu cũng vậy. Anh chỉ hy vọng là các bạn ấy vào đúng những cái căn phòng mà ở trong đó vị trưởng phòng nó hợp một chút xíu. Kể cả cái người mà anh lo nhất đó là Minh Tú. Bởi vì tại vì dù gì đi nữa thì Khổng Tú Quỳnh cũng là ca sĩ, cũng va chạm rất là nhiều dù với cái sân khấu rồi. Đó là về cái phần diễn xuất thì anh không có ngại, chỉ lo cho Minh Tú. Nhưng mà khi sau khi nghe Minh Tú nói chuyện với em xong xuôi rồi thì anh cảm lo thấy cho em đi. Anh lo cho trưởng phòng. Xin cảm ơn những chia sẻ chân thành của anh Hoài Linh. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ quay trở lại với Ơn Rời Cậu Đây Rồi sau vài phút giải lao với phần mở đầu của Khổng Tú Quỳnh. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay, quý vị đừng chuyển kênh nhé. Xin được chào mừng toàn thể quý vị trở lại với Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thank God you are here. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón vị khách mời đầu tiên tham gia chương trình ngày hôm nay. Đó là nữ ca sĩ Khổng Tú Quỳnh. Hãy xem cô ấy chuẩn bị như thế nào quý vị nhé. Khổng Tú Quỳnh, nữ ca sĩ được biết đến với ngoại hình xinh xắn, nụ cười dễ thương rạng rỡ, in sâu trong lòng khán giả thế hệ 9X. Thời gian qua, Khổng Tú Quỳnh vắng bóng khá lâu chính là để chuẩn bị cho sự trở lại với hình tượng nữ tính quyến rũ và trưởng thành hơn. Xin chào tất cả khán giả của chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Nhận được lời mời tham gia chương trình, thật sự mà nói là Quỳnh mặc dù là rất là thích nhưng mà Quỳnh rất là hồi hộp, Quỳnh rất là run luôn á. Ở ngoài thì mình là một cái người mặc dù là mặc váy, mặc mang đồ màu hồng, nhưng mà cái tính cách của mình nó rất là men. Ví dụ như là con gái sẽ nói những cái lời nhỏ nhẹ ngọt ngào, còn mình thì mình không có thích như vậy. Mình nghĩ sao thì mình nói vậy thôi. Mà bước vô một cái chương trình này thì Quỳnh cũng đã chứng kiến rất là nhiều các anh chị vừa phải xử lý tình huống mà vừa phải quăng miếng bất chấp. Mà bản thân Quỳnh á thì Quỳnh cũng có một cái biệt danh, đó là Quỳnh quăng quá. Có nghĩa là Quỳnh rất là hay quăng miếng, mà người ta thì nổi tiếng là quăng đâu chúng đó, còn Quỳnh thì quăng xong rồi kia mình tự mình chụp luôn. Hy vọng là em có bước vào phòng nào đi nữa thì các vị trưởng phòng hãy thương em là một cô bé ngây thơ trong trắng không biết gì cả. Đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình mà mong mọi người hiểu cho em nha. Và bây giờ chúng ta chào đón Khổng Tú Quỳnh. Quý vị đã thấy điều gì hấp dẫn chưa ạ? Liệu điều gì sẽ chào đón Khổng Tú Quỳnh? Ố là lá là lá. Ố là lá là lá là em thấy nó không? Em sợ lắm. Em sao? Anh có làm gì em đâu mà em sợ. Bữa nay đẹp gái quá trời nè, em nghĩ em sẽ là nhân vật gì? Cô gái. Cảm ơn câu trả lời vô nghĩa của em. Bây giờ anh Thành sẽ tặng em một món quà nhé. Em mang cái món quà này vào trong để gặp cái người bên trong, rồi họ muốn làm gì em họ làm. Em có lo gì không? Em hồi hộp quá. Vào trong sẽ hồi hộp hơn, không sao đâu. Nếu như MC Xuân Bắc là cuộc đời nở hoa hay cuộc sống bế tắc thì Trấn Thành vào phòng nở bông hay vô phòng chết ngắt. Mời em. Ơn Rời, con dâu tương lai của bác đây rồi.
rồi, mời con vô, mời con vô nhà. Dạ. Con chào bác. Vô đây con. Dạ. Con ngồi ngồi đi con. Ai chà chà. Bác ơi, con có chút ít quà con biếu bác ạ. Trời, vô cái tặng quà liền vậy. Trời ơi, sao mà biết ý bác quá. Mời ngồi xuống con. Dạ. Ngồi 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 đi con. Ra ra coi, tặng cái gì nè ha. À. Đây. Trời ơi, tới nhà bác quà cáp chi không biết nữa. Thằng Quy nó không nói cho con biết cái sao. Là dạ, thôi bác chỉ thích là tới chơi là được rồi, không cần quà cáp gì hết á. Ý trời đất ơi. Cái gì vậy nè? Con thật hợp ý bác á. Cái màu này sao nó ngọt dữ vậy? Dạ cái màu này mà mặc lên là nhìn mình trẻ ra. Bác, cái gì vậy con? Dạ, con thấy dạo này thời tiết nóng quá. Con biết là bác mặc mấy cái bộ đồ cũ nó khó chịu, nó bứt rứt lắm. Cho nên là con lựa một cái áo đầm màu nó nhã nhặn mà nó mát để mà bác ngủ cho nó thoải mái. Bác nghĩ là cái này nó đẹp, nó ống ánh dày, mình mặc mình đi đám cưới được không con? Dạ, con chỉ sợ chặt cô dâu thôi à bác. Khen bác đẹp phải không? Dạ, dễ thương bác nghe. Ủa cái gì nữa đây con? Cái chai dầu thơm hay chai gì đây? Thuốc trị ghẻ. À bác ơi, con nghĩ là cái này là quà cái tiệm bán áo người ta khuyến mãi đó bác. Sao khuyến mãi thuốc ghẻ là sao? Con cũng không biết nữa nhưng mà thôi để con xài cho. Con mấy bữa nay con cũng đang bị ghẻ chắc nữa. Sao? Con cũng ghẻ nữa hả? Dạ đúng rồi bác, con đi công tác không con bị ghẻ đó bác. Còn Quy nhà bác hàng chi mấy tuần nay về nó cũng ghẻ quá trời. Nó gãi vậy là con lây nó phải không? Hai đứa làm gì mà con lây ghẻ quá thằng Quy nhà bác vậy? Dạ con đâu có làm cái gì đâu bác. Tụi con trong sáng lắm. Trong sáng mà sao là con có ghẻ mà thằng Quy nhà bác cũng có ghẻ luôn. Chắc ghẻ nó lây qua đường để nói chuyện á bác. Hả? Cái gì? Mình tiếp xúc mình nói chuyện cái nó lây qua đường không khí xong nó có ghẻ đó bác. Ồ vậy hả? Cái đó hay nha, cái này mới rồi nha. Tụi con cứ giữ nha. Dạ. À coi như là bây giờ cái bác giữ cái này nha. Cảm ơn con nhiều nha. Bác nghe thằng Quy nó khen con hoài à. Dạ. Mà con tên họ như thế nào? Bác biết chị ca sĩ Khổng Tú Quỳnh không bác? Nghe nói chị thích coi hài cô Hồng Đào lắm á. Ờ bác trời ơi bác. Con khéo quá ha. Khéo quá luôn. Dạ, con người ta thích chị. À hả? Là con cũng lấy tên giống chị. Dạ. À, có nghĩa con là Khổng Tú Quỳnh đó phải không? Trời, thằng Quy nó nhắc hoài à. Nè, mình á mai mốt làm vợ làm chồng phải chịu đựng nhau phải không? Thói xưa hư tật xấu của nhau. Con có biết nó có thói hư tật xấu gì không? Mình phải biết trước á để mình dè chừng. Rồi con thấy anh Huy dễ thương lắm, không có thấy hơi thật xấu nào hết đó bác. Thôi cô ơi, tại cô mới yêu đó cô ơi, rồi cái gì nó cũng đẹp hết. Nó ở nhà với tôi nè, tôi rành nó lắm để nói cho cô biết nghe, để mà từ nghe. Thằng Huy á, nhà bác á, nó ở dơ lắm con. Nó không có chịu tắm. Nó một tuần, hai tuần mới tắm một lần. Bây giờ nếu mà nó về nó làm chồng con phải làm sao cho nó tắm nè, nó bác nghe thử coi. Con cũng sẽ không tắm luôn. Con tra tấn ngược lại ảnh, lúc nào ảnh sẽ biết cái cảm giác nó như thế nào, anh sẽ phải đi tắm. Ờ, tức là con lấy hôi trị hôi đúng không? Dạ đúng rồi. Cái đó được, cái đó được. Rồi, còn cái này là cái quan trọng này nha. Mỗi lần nó rảnh rảnh, nó vui vui, cái nó hay giả gái. Thì con có nghĩ là, có nghĩa là nó có men không? Con nghĩ anh men mà bác. Con chắc chắn không? À, con chưa... Hả? Con chắc chắn không? Hả? Nhà... Còn nếu mà con nghĩ là nó men thì tại sao con biết nó men? Nói cho bác yên tâm chứ con mình thằng con à. Bác lo quá. Con có hai đứa có cái gì xảy ra chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Dạ. Rồi cái này cũng còn nghi vấn lắm à. Thôi gọi như vậy. Bác nghe thằng Quy nó nói là có hát hay lắm không? Dạ con hát được. Bác nghe nói hình như là con được cái giải nhất gì về hát bolero nè. Đúng không? Dạ idol vậy bác. Hát bài bác nghe đi. Hát được không? Vậy thôi, cho con hát tặng cho bác bài Nghe Mùi Mẫn nha con. Dạ. Vẫn là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài. Hay quá vậy, hay quá. Bác nghe con hát là bác khẳng định rồi đó. Dạ. Chắc thằng Quy nó lộn với Quỳnh nào chứ không phải Quỳnh này. Hỏng bưu bình của anh đây. Em chào anh. Trời ơi, nay lần đầu tiên mới dẫn về ra mắt cho mẹ. Mẹ, thấy sao mẹ? Quá đã, quá dễ thương. Dễ thương mẹ. Đó rồi. Trời ơi, thương con lắm mẹ ơi. Mẹ biết mà, con tâm sự mà. Bây giờ có hai đứa luôn, mẹ nói nghe. Là mẹ có một cái bệnh, chứng bệnh là bệnh tim.
hôm nay hai đứa ngồi đây ôm nhau vậy là mẹ mừng, vô cùng mừng rồi. Nhưng mà tại sao mẹ thấy con Quỳnh nó cứ sao đâu á. Đừng có ngại mẹ. Đó, ngã vô, ôm vô. Đó, mẹ thích vậy đó. Bây giờ trước khi mẹ đi uống thuốc đó, hai đứa làm gì tình cảm mẹ coi coi. Mỏi lưng quá. Ây da, mỏi lưng quá. Đó, vậy cái thế này còn dễ hung hơn nè. Đó. Em đã hết mỏi lưng rồi. Ủa, sao? Mẹ ơi. Thôi, mẹ buồn vậy thấy chưa? Con đi lấy thuốc cho bác uống nha bác. Nhà mẹ mà sao con biết lấy thuốc ở đâu mà con đòi lấy? Bây giờ nói chung là... Bây giờ như vậy đi. Con về con nói với mẹ là chuyện tình cảm của con với Quỳnh rất ư là nồng thắm. Bây giờ nè, cho nên thôi. Mẹ cứ để con tự nhiên nha. Đúng rồi. Đó, nè mẹ đi đây, mẹ đi uống thuốc nhưng mà mẹ mong là hai đứa phải tình cảm nồng cháy lên. Rồi mẹ đi. Con mới qua con muốn nói chuyện bác thêm bác. Thôi để mẹ đi. Ở đây còn hai đứa mình dễ nói chuyện hơn. Dạ. Đúng không? Ngồi đi. Dạ. Ồ, hôm nay tóc của anh lạ quá. Em ngồi xuống đi. Dạ. Anh ngồi đi. Trời ơi, làm ăn đã có rồi. Anh nói ngồi xuống đi. Tại sao kỳ cục vậy? Rõ ràng tôi với cô có hợp đồng đàng hoàng. Hợp đồng thuê người yêu, nghe chưa? Tôi tin Khổng Tú Quỳnh chấp nhận giả làm vợ của anh Hoàng Huy. Gói dịch vụ bao gồm ra mắt gia đình, giữ hình tượng bạn gái ngoan hiền trước mặt phụ huynh, chủ động diễn những pha thân mật trước mặt mọi người, mở ngoặc, nắm tay, ôm hôn các thể loại. Sao cái hợp đồng này nó... Khổng Tú Quỳnh tuyệt đối giữ bí mật cho Hoàng Huy, giao dịch này chỉ có hai người biết thôi. Nếu vì giao dịch bị tiết lộ gây ra bất cứ hậu quả nào, Khổng Tú Quỳnh sẽ chịu bồi thường là 5 tỷ. Em ký hợp đồng nào nào mà em không biết luôn vậy? Mẹ, mẹ uống thuốc mẹ khỏe chưa mẹ? Bác, làm như cũng hơi mệt mệt vậy đó. Mẹ ngồi đây đi. Cái gì? Mẹ thì nói làm gì nữa, mẹ lo cho hai đứa nè. Mẹ lo chi? Dạ bác ngồi đây đi để con đấm bóp massage cho bác. Ủa, con rất là hạnh phúc. Dạ anh cứ ngồi bên đi để em rót nước cho anh uống. Nhớ cái này không? Nè. Mẹ. Cái gì con? Năm nay con xin phép mẹ cho con và Quỳnh sẽ làm đám cưới. Cái đó là mẹ thích nhất đó con ơi. Cái đó là tuyệt vời nhất với mẹ đó. Thôi bây giờ đó hai đứa đi, hai đứa còn sao? Dạ thôi mình cũng phải có cái gì đó mình ấp ấp mở mở che che lại để nó. Trời ơi, khỏi, mình ở nhà anh đã nói đây là mẹ anh rất là hiện đại, khỏi lo. Con ơi, hôn nhau có gì xấu đâu, hôn nhau mà kết quả của tình yêu là đẹp chứ sao đấy. Trời ơi, vỗ tay cho hôn đi. Đưa cái mỏ qua đây. Cái gì vậy? Nè. Quy. Yeah. Biết rồi. Em hiểu. Em hiểu rồi. Đó. Anh ơi, trời ơi, đau bụng. Quáo quáo gì? Chưa hôn mà quáo quáo. Anh ơi, đau bụng quá anh ơi. Em cần ngồi. Đau bụng. Đau bụng cần ngồi hôn. Hôn. Ngồi đây hôn cũng được. Ngồi xuống đây. Cái chuyện hôn đó mình không có cần vội vàng gì đâu anh ơi. Vậy là mẹ biết rồi. Chắc là con có cái chuyện gì phải không? Con giấu mẹ phải không? Cho nên là hai đứa không yêu thương nhau thiệt tình phải không? Bác cứ bình tĩnh đi. Tại vì nãy giờ con giả bộ con ngại vậy thôi. Chứ con gái con lứa mà qua nhà bạn trai lần đầu tiên mà hôn kỳ quá đúng không bác? Với bác là bác không khe chúng nó. Dạ rồi. Có việc hôn. Hôn gì? Rồi đó bác. Hôn vô tóc tôi không nữa. Trời ơi. Hôn gì mà giống như hửi vậy con? Tóc anh hôm nay nó có một cái mùi gì đó làm em sao xuyến quá. Thôi nè, lột luôn. Hôn đi. Dạ, hình tượng này mới đúng là anh nè. Em thích lắm đó. Cũng không vô nữa. Cũng đâu ngoài này nè. Thôi được rồi, bây giờ mày đi công chuyện nha. Là hai đứa ở nhà thôi, muốn làm gì làm nha. Trực ơi Trực. Dạ. Sao nó mệt quá trời. Dạ. Nè Trực ơi. Chào bà chủ. Chở mẹ xong rồi về rồi. Dạ. Cho đi. Chào bà chủ, đi đâu bà chủ? Hả? Đi đâu bà chủ? Thì chở tao lên nhà cô Sáu, tao có chút xíu chuyện chút xíu. Dạ, nha. Rồi. Mày hỏi nhiều quá, mày tài xế mày hỏi nhiều quá, chở đi. Ủa? Quỳnh, em làm gì ở đây vậy? Trời ơi, mấy bữa nay không nghe điện thoại của anh vậy, trời anh nhớ. Trời ơi, tao chọi cái cây vô đầu. Anh bình tĩnh. Tài xế. Quỳnh. Nè nè, con là thân phận tài xế trong nhà này, con làm gì con nhào vô con ôm cái là dâu của bác vậy hả? À không phải, con xin lỗi bà, em xin lỗi anh, nhưng mà anh này là bạn gái con mà. Hả? Gái con. Bạn gái là những người bạn giới tính con gái. Dạ đúng rồi, Quỳnh là bạn. Bạn gái. Dạ. Hay là người yêu? Dạ là người yêu á. Hả? Cái gì? Là bạn gái rồi, là em với Quỳnh yêu nhau được 3 năm rồi anh. Cái gì vậy Quỳnh? Quỳnh,
Tại sao vậy Quỳnh? Vậy là sao? Cô tính lừa đảo con tôi rồi cô lừa đảo cả tôi già giờ tôi bị lừa đảo hả? Em nói là sao? Bây giờ em nói nè, em nói đi mẹ anh nè, mẹ anh có bệnh đau tim, nếu như mẹ anh có mệnh hệ nào là em chịu trách nhiệm hết. Anh kỳ quá. Anh tự thích con đó bác. Ô má ơi. Quỳnh ơi, không phải bác ơi, bác hiểu lầm rồi. Đây là bạn gái của con, con quen nhau 3 năm rồi. Em nói cho trực nó biết đi. Anh với em như thế nào, nói đi. Đây có mẹ anh á, năm đó mà chết nữa đó. Đám này là lo không nổi đâu đó. Nói bác, ngay đó. Bác bình tĩnh nghe con nói nha bác. Nãy giờ gia đình này ai cũng bác bình tĩnh hết. Bác có một thằng con thôi nghe. Con xin lỗi bác. Em nghĩ tới nước này rồi, anh đừng nên giấu mẹ nữa. Con không phải là người yêu của ảnh. Hả? Anh nào? Anh nào? Anh nào nói? Nói chung chung vậy ai biết anh nào? Ảnh nào? Anh Sơn. Sơn nữa? Anh Huy. Anh sợ khi mà bác biết cái tin là anh chỉ cảm giác với anh Trấn Thành thôi. Cho nên anh không có dám nói với bác. Trời đất ơi. Mà anh phải thuê con. Trời để mà đến đây mà đóng kịch. Con lấy cái này ra là hết rồi. Lấy cái này ra là xong đó. Giờ lấy hay để nguyên? Lấy. Lấy là đền á. À. Năm đó. À. Giờ chuyện gì? Bây giờ chuyện gì nói mau. Trời ơi, giờ tôi không biết sao nữa trời. Trời ơi. Bác ơi, bác ơi, bác bình tĩnh bác ơi. Mẹ. Sao vậy trời? Mẹ sao vậy mẹ? Hút thuốc cho mẹ miếng thuốc con ơi. Lấy thuốc trực, dạ. Thuốc trời ơi, vậy là sao? Con yêu con, tôi thiệt không? Là chuyện gì xảy ra hả trời ơi? Em nói lẹ đi. Bác bình tĩnh, bác uống thuốc đi bác. Em nói đi, em bước em nói cho mẹ anh yên tâm đi, lẹ lên. Con là người yêu của ảnh. Đó, mẹ, người yêu của con. Em là người yêu của anh Huy hả? Đúng rồi. Vậy còn anh là cái gì của cuộc đời em vậy? Anh là cái gì trong cuộc đời của em vậy? Mày là lái xe cho tao chứ cuộc đời nào ở đây? Tôi không ngờ trong suốt thời gian qua cô lừa tôi. Quên. Lần cuối ta nắm tay nhau thì hãy nói hết đi em. Những năm tháng yêu nhau xa vời. Mình cứ cố gắng bên nhau, hạnh phúc vun đắp ai kia. Lối đi đến nơi nào cho chúng ta. Giờ này không hát nữa. Ông trạng như hát ghép mà giống như hát thiệt nữa trời. Em nói thẳng vào mặt nó cho nó biết, cho mẹ anh yên tâm coi, mẹ anh chết bây giờ đó. Em với anh chấm dứt. Còn em với anh không phải vì 5 tỷ mà là em không muốn thấy mẹ anh phải khổ sở, phải lên cơn đau tim. Nếu như gia đình em không cần một số tiền lớn thì em cũng sẽ không có đồng ý làm chuyện này. Gia đình em có chuyện gì sao không nói với anh? Nói với anh có những lúc mà em khó khăn nhất anh ở đâu? Lúc nào anh cũng nói em là một đứa con gái yếu đuối. Lúc nào anh cũng nói em không làm được chuyện gì hết. Mẹ ơi, thực ra con chịu không nổi cái tình cảm thật sự của Quỳnh, cho nên con có bỏ tờ giấy này ra. Đây là cái hợp đồng để giả làm bạn gái của con để cho mẹ yên tâm. Chứ thực ra con đã lỡ có một người yêu rồi, có thai rồi mà ở dưới quê. Ủa Trấn Thành mà có thai được hả con? Bậy. Nghe anh Quỳnh nó nói bạn. Bà này bà nói bậy. Không phải. Ở thị trấn Châu Thành ở mà đâu ra nè. Đúng không Quỳnh, nó nói bà Trấn Thành nè. Bà này bà nói tùm lum cho mẹ tôi hiểu lầm nó mà. Rồi Trấn Thành nó biết rồi, nó kiện vừa giờ đó. Chưa bao giờ mà tiếng chuông được vang lên đúng thời điểm như thế này. Tại vì nếu như anh Hoài Linh không bấm chuông, tôi chẳng biết mối quan hệ này sẽ đi tới đâu. Phải vậy. Rồi cái ông này có yêu ông Trấn Thành hay không? Trấn Thành có bầu hay không? Trấn Thành có bầu hay không? Tất cả đều là chuyện hoài nghi thưa quý vị. Xin mời ý kiến từ giám khảo Hoài Linh ạ. Em cảm ơn chị Hồng Đào. Em cảm ơn anh Hoàng Sơn và cảm ơn Huỳnh Thanh Trực. Cảm ơn Khổng Tú Quỳnh. Đây là lần đầu tiên con tham gia vào cái chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thực sự ra là ngày hôm nay với rõ ràng là Quỳnh rất là hoạt ngôn. Rất là thích cái cách xử lý của Quỳnh. Thích là bắt đầu từ cái giữa anh Sơn và Quỳnh đã có một cái hợp đồng. Khi Quỳnh bước tới chỗ anh Sơn tính lấy cái giấy hợp đồng đó ra, thì anh Sơn là cứ lấy cái vụ 5 tỷ để nói. Nhưng mà cuối cùng thì Quỳnh lại có một cái gì đó lưỡng lự, không phải là cái 5 tỷ. Mà cái lưỡng lự là mẹ. Sợ cái người mẹ này nếu họ có chuyện gì thì cái 5 tỷ đó không đủ đền bù gì cả.
cái sau này anh Sơn tự động lấy cái hợp đồng đó ra và bỏ hết tất cả những cái gì đó trong hợp đồng. Em thấy nó nhân văn và nó rất là dễ thương. Linh biết sai tại sao mà anh đi đến cái kết mà anh tự móc cái giấy ra, là do cách diễn của Khổng Tú Quỳnh. Là anh cảm được cái tình cảm của Khổng Tú Quỳnh, là lúc đó Khổng Tú Quỳnh diễn thật sự. Nó thật quá. Dạ. Cái thật của Khổng Tú Quỳnh làm cho anh không chịu mà không chịu được. Quý vị có nhớ cái đoạn độc thoại mà Khổng Tú Quỳnh nhìn thẳng vào cái bàn trực này nói rằng là những lúc tôi cô đơn thì anh ở đâu? Đó, đó. Những lúc tôi làm thì anh ở đâu, nói cho anh thì được cái gì? Như một lời tâm sự của cô ấy với Ngô Kiến Huy. Một tràng pháo tay nồng nhiệt cho Khổng Tú Quỳnh. Xin cảm ơn các vị trưởng phòng và bạn Thanh Trực. Cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với căn phòng thứ hai để xem ai là vị khách mời kế tiếp. Sau vài phút giải lao, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ là nhân vật rất đáng yêu mà chúng ta vẫn thường theo dõi anh ta trên diễn trang YouTube với những vở hài kịch dí dỏm. Và ngày hôm nay, lần đầu tiên anh ấy đến với Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng theo dõi sự chuẩn bị của nam diễn viên này. Thưa quý vị, Vinh Râu. Vinh Râu, thành viên trẻ của nhóm Hài Đình Đám Pháp TV. Anh được khán giả yêu mến với lối diễn xuất ngô nghê, dí dỏm. Nổi lên từ một diễn viên hài chưa qua trường lớp, Vinh Râu đến với Ơn Rời Cậu Đây Rồi với mong muốn được khẳng định mình với đông đảo khán giả truyền hình. Lần đầu tiên mà đến với chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, mình rất là vui sướng và hãnh diện. Ô, không ngờ mình là một người cứ ngỡ là ở trên mạng biết thôi. Đây là cơ hội để mình chứng minh và mình cọ sát với những nghệ sĩ chính thống. Nói về đam mê thì mê diễn lắm. Mà đặc biệt nha, mê diễn hài. Tại vì từ hồi nhỏ rồi là thích làm cho người khác cười. Cái lúc mà vừa mới biết Vinh tham gia con đường diễn xuất này á, thì gia đình không có ủng hộ lắm, không có đặt nhiều hy vọng vào cái nghề nghiệp này của mình. Ngày hôm nay đến với Ơn Rời Cậu Đây Rồi là một cơ hội để mình chứng minh. Thứ nhất là chứng minh để cho gia đình mình biết à, mình diễn được thế này, được thế nọ. Và thứ hai, muốn mang lại một cách nhìn mới của quý vị khán giả dành cho những người mà làm hài ở trên mạng, cho quý vị khán giả biết là anh em hài YouTube cũng duyên dáng không kém. Mình sẽ nỗ lực hết mình. Và bây giờ, một tràng pháo tay chào đón Vinh Râu. Hình như ánh mắt quý vị có nói lên một cái điều gì đó khá là nguy hiểm thì phải. Em có lo với cái ánh mắt đầy tò mò và cực kỳ nguy hiểm của quý vị khán giả ở đây không? Có. Có hả? Có. Giữa lo cái này với lo đám cưới, lo cái nào nhiều hơn? Đám cưới. À, đám cưới hả? À, dạ. Thưa quý vị, nam thanh niên mới lấy vợ, Vinh Râu, vô phòng nở bông hay vào phòng chết ngắt, tùy thuộc vào tinh thần của em. Xin mời. Có nào vợ em chồng không? Biết đâu. Ôi giờ có vụ phòng hài độc thoại nữa hả? Sao lấy vợ xong nó cứ cô đơn thế nào á? Con trai bé bỏng của ba đây rồi. Dạ, con chào ba. Ba lo cho con quá trời lo. Cái tiệm bánh của mình á, là 7 đời để lại. Dạ. Con phải làm sao mà con duy trì được, chứ không thể nào thất truyền. Con làm cho ba coi một cái bánh mì coi. Dạ đây nè ba. Mà giỡn mặt với ba hả? Nhào bột nguyên. À. Đó. Nhào bột cho ba coi. Ba muốn con làm từ những công đoạn đầu tiên. Diễn tả cách làm bánh mì. Dạ. Bà nậu cha mày. Mình sẽ nhào theo kiểu Thái cực quyền.
Trời ơi. Dạ, đây ạ. Mình đưa lên mình nướng cái này nó sẽ nở ra thành cái bánh sừng trâu. Bà thấy con làm bột ba buồn quá. Dạ. Rõ ràng là mày không biết làm. Tao giận mày dễ sợ luôn. Mày làm như vậy làm sao tao còn mặt mũi nào mà tao nhìn ông nội mày nữa. Nhớ lại ngày xưa, năm ba lên 8 tuổi, ba đã cùng ông nội con đi khắp mọi miền đất nước để bán những cái bánh mì ngon nhất. Cứ lên trên xe, ông nội chở ba đều nói bánh mì Sài Gòn đặc ruột thơm bơ 1.000 một ổ. Hồi đó ba biết sao ba bán đắt không? Tại sao? Mì có 1.000 ổ à. Nhưng mà ba buồn quá, ba hỏi thiệt con nè Vinh. Con nói cho ba biết đi, là thật sự là con có muốn làm cái nghề này hay không? Con nói thiệt lòng con đi Vinh, ba buồn con quá Vinh ơi. Ba phải hứa ba không giận con mới trả lời thiệt lòng cho ba nghe là thì con... Tao hứa tao không giận mày rồi mày nói ra. Cái gì tao cũng phải chấp nhận hả? Tao đâu có điên. Con không nói chuyện làm ba buồn lòng đâu, con nói thiệt đó, ba rồi. Hứa ba không buồn đi. Rồi, tao hứa đó, mày nói được gì mày nói đi. Dạ, con vẫn còn muốn làm bánh mì. Nếu mà mày nói mày thích làm bánh mì. Dạ. Tại sao cái việc nhào bột mà nhào cũng không ra? Con thích làm bánh mì sandwich. Tại sao nhà mình làm bánh mì thuần túy mày lại thích bánh mì sandwich? Dạ tại em quen nhỏ ngoài chợ bán salad á. Bây giờ ba nói con nghe nè. Dạ. Gia đình mình á chỉ có một cái nghề này để nói giỏi thôi. Chúng ta lừng danh lắm. Chúng ta hiển hách lắm. Người ngoài giờ mình thèm khát lắm. Con biết tại sao người ngoài nhìn vô thèm khát á? Tại sao mày nói ba nghe coi. Mình bán bánh mì mà. Đúng. Ăn không khát nước sao? Con là cũng thuộc dạng am hiểu á. Am bà nội tao chứ hiểu. Bà nói con nghe. Tại vì bà sắp về hưu rồi. Bà nghĩ là mình lớn tuổi rồi cũng không làm được bao nhiêu. Dạ. Nên bà định giao lại cái xưởng này cho con. Bây giờ con phải ráng học nghề cho càng sớm càng tốt ha. Bà giới thiệu con một tin vui nha. Dạ. Bà sắp lấy vợ. Con sẽ có một bà mẹ kế. Thôi không mấy giờ chạy ra ba gác tới coi mắt con được chịu. Mày ba tao hay tao ba mày? Bữa nay ba có hẹn cô ấy tới đây. Ủa vậy? Để gọi là làm quen với con. Em ơi. Đây. Dạ con chào cô. Đây là con của anh. Con của anh hả? Con trai của anh đó em à. Con trai của anh hả? À. Anh Vinh Dâu. Cái gì? Ủa sao sao em biết tên nó? Em có biết ảnh. Em hay mua bánh mì. Em có biết. Em có vẻ ngập ngừng lạ lùng. Em có lẽ hơi xúc động khi gặp con trai anh phải không? Dạ. Anh biết nó quá mập. Anh sẽ kêu nó giảm cân nha, để vừa lòng em. Không sao đâu. Con. Dạ. Đây tương lai sẽ là mẹ kế của con. Hai mẹ con còn tâm sự nhau một tí. Bà chạy ra chút xíu ha. Cây bông mua cho sâm banh về cả gia đình mình chúc mừng nha. Em nói chuyện với con chút xíu nha cưng. Nha, làm quen với mẹ kế nha con. Hãy đi sạc cái bình luôn cho nó lâu lâu nha ba. Ừ. Sao tự nhiên em quen ba anh? Em đâu có biết là ba anh. Trời ơi chết rồi, bây giờ em phải làm chị sao? Tại sao chuyện này em không nói cho anh biết sớm hả? Trời ơi nếu mà tôi biết tôi đâu có lấy ổng chi. Em cũng tại anh hết á. Tại anh sao? Anh không lo lắng được cho em. Em có biết anh đang ấp ủ cái gì không? Anh ủ bột làm bánh mì hả? Em có biết anh đang ấp ủ cái gì không? Anh ấp ủ cái gì? Anh đợi đến ngày ba anh giao cái tiệm bánh này lại cho anh. Anh sẽ cưới em về để làm bánh. Anh sẽ nói cho em nghe một chuyện. Hai nhân hai bằng bốn. Oh my god. Áo của, áo của má dơ quá vậy. Tại sao má vô má gịch bánh quá vậy? Ờ Vinh. Thưa ba mới. Ra đây coi. Dạ. Ủa có chuyện gì mà mày ôm trọn mẹ mày vào lòng vậy?
Dạ, con đang kiểm tra kích cỡ bánh. À, không cái gì bánh gì mày? Đồ ăn, đồ ăn, đồ cúng thì nó phải là đồ cúng chứ. Bà sẽ cưới má con. Dạ. 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 Thôi. Dạ, dạ. Thôi. Ủa chuyện mà hôn má con có liên quan gì tới con mà con quýu như vậy? À, trước mặt con nít đừng làm bậy. Con nó nói đúng đó. Ok, ba tôn trọng con. Mặc dù cái thay mày bằng ba đứa nít đáp lời nha. Em. Dạ, dạ thôi. Sao? Dạ thôi. Tại sao vậy? Con thấy ba làm vậy là có lỗi với mẹ con. Tao làm gì mà có lỗi với mẹ mày? Mẹ mày là cái người đã bỏ tao đi mà Vinh. Mày phải hiểu cho ba chứ. Ba không nói nhiều. Ba sẽ cưới mẹ kế của con. Đó là mệnh lệnh. Anh Xui ơi, anh Xui. Mong chúa. À, mong chúa. Đi xin về chúa. Cái đó bác sĩ chung, cái đó bác sĩ gặp phí lý sĩ xa chung. Em đã không biết con chẳng đi khi trọng. Em lấy con biết con bánh mì. Số nào biết con là xin đi kế quá đi của bạn. Ừ, xin lấy con bánh mì. Ồ, xin lấy con bánh mì. Ồ, xin lấy con bánh mì. Dạ, anh Hồng. Tôi chuột đây. Dạ, thằng rể tương lai của anh đây. Rể tôi đây hả? Dạ. Trời đất ơi, tướng tá ngon lành. Nhìn nó tròn vo giống như thịt kho hột vịt. Thịt kho hột vịt mà về chấm chung bánh mì còn gì bằng chứ lắm. Dạ. Nè, như vậy là từng nào mình tiến hành á, mình làm đám cưới xong rồi tôi xóa nợ luôn cho anh Xui. À, anh đợi chút xíu để tôi hỏi ý coi cháu nó muốn như thế nào. Oui, merci. Ok, cứ chứ. S'il vous plaît. Con trai, con thấy thế nào? Nhạc gia của con rất là hào phóng. Vợ của con á đẹp lắm. Ba nói rồi, nó chỉ bị khùng nhẹ thôi. Sao con muốn chừng nào đám cưới? Cái gì vậy ba? Ủa cái gì vậy anh Xui? Hả? Hình như là cha con anh chưa có thông đồng nhau được hả? Ủa Vinh, Vinh này cô lại. Dạ không, đây là vợ sao mới cưới tôi, em qua đi. Không cần biết tiền bạc của tôi giờ tính sao hả? Vinh ơi, tôi muốn tôi đốt cái lợn mày được không? Dạ, em xin lỗi anh, mày giết ba đi. Mày nhận đại cho rồi đi. Tôi cho chỉ mấy ngày nữa thôi. Cái con gái tôi mà nó đẻ là lúc đó là tôi đội đủ thứ trên đầu đó. Bây giờ anh phải giúp tôi, còn không giúp tôi thì trả nợ đây. Dạ 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 dạ. Vinh, đi ra đây. Nhớ lên. Đây không phải là chuyện của một mình con nữa, mà là cả gia đình mình Vinh nè. Trời ơi, con biết cái quyền lực của ổng như thế nào không Vinh? Nhận lời giùm ba đi nha. Giúp ba lần này nha Vinh. Không thôi ba chết đó Vinh nè. Giúp cái gì vậy ba? Cái gì? Giúp cái gì ạ? Mày làm sao vậy Vinh? Mày bị cái gì vậy? Đâu có bị gì đâu. Con đâu có muốn cưới vợ đâu. Là sao? Tôi cũng không biết sao con tôi nó bị cái gì vậy nè anh. Tôi bị té giếng không? Vinh ơi. Vinh ơi, mày bị cái gì vậy Vinh? Nó bị cái gì? Vinh, mày nghe ba nói nè. Mày có sao không Vinh? Mày bị cái gì vậy? Con ông bị gì vậy mà ông tính qua ông vô thả con chuột vô hũ nếp hả? Hả? Bây giờ tiền bằng sao? Hả? Ba bánh mì này sao hả? Dạ dạ. Bánh mì này sao? Hả? Dạ dạ dạ. Dạ tôi lại anh. Bây giờ tính sao? Dạ dạ. Ba cái bọn này sao? Tính sao? Hả? Cái gì? Tôi muốn chết cha mày luôn nha. Sao mày không nói mẹ không hả? Ông cả ơi, bây giờ không may như vậy, con tôi chắc là tâm lý nó đang bị kích động. Không may con vợ mới cưới của tôi nè, tôi tặng nó cho ông nha. Vinh ơi, được rồi, không sao đâu, người ngoài, người ta là người ngoài, không sao đâu. Em ơi, em giúp anh, em làm vợ lẽ của ông nha. Ông thấy nó làm sao cũng được ha. Kiểu này về chắc đẻ liền quá. Đi qua đây. Buông ra. Được rồi, đây. Cái gì vậy? Mày làm cái gì Vinh? Mày làm cái gì em? Mày mới làm cái gì? Em không phải là một món hàng Vinh ơi. Mày diễn à? Vinh ơi, trời ơi, nuôi nó lớn cho nó ăn học để rồi nó diễn trước mặt mình. Bây giờ sao?
Một là cô ấy sẽ là vợ bé của tao. Hai là mày sẽ lấy con gái khùng của tao. Thì nợ nần trong cái nhà này coi như là xóa sạch. Đất đây. Dạ, ông xin lỗi. Dạ, đúng rồi. Mày nói đi. Mày lựa chọn như thế nào? Nếu như con đồng ý lấy con gái khùng của ông ta, ba đừng có cưới vợ được không ba? Tao hỏi mày một lần nữa, tại sao mày 5 lần 7 lượt ngăn cấm tao lấy con vợ? Mày không có lựa chọn. Buông tay cô ấy ra. Con muốn vợ có một người chồng tốt đẹp hơn ba. Ê, nếu mà dạ mà lấy tao là quá tốt nha mày. Tôi thấy hình như ông anh thích cô già rồi phải không? Chứ còn gì nữa, dồn là thấy mặn run rồi, rồi. Bây giờ không còn nói nhiều nữa. Đi vậy, mày buông ra. Thôi đi, đi em. Bây giờ là... Lại đây. Gì vậy? Ê, mày dám đụng tới... Trời ơi, mẹ ơi. Ê, đứng lên ông chị. Bây giờ sao? Trời đất ơi, ê. Tôi không muốn làm nữa. Trời đất ơi, ê. Tôi không muốn nói dội cái dòng dõi này nữa. Cái dòng dõi gì? Bán bánh hả? Bán bánh này làm cái gì? Ông cứu tôi không cả con đi. Ăn được bao nhiêu lâu? Trời ơi, mày hổn hả mày? Trời ơi, Vinh, tại sao chơi cái trò cứng gái là sao? Cứng gì? Cứng gái. Cứng gái à mày? Ê mày, con gái, cứng con gái. Mày, mày nói chuyện với ba mày như vậy. Trời đất ơi. Mày liền với tao hả Vinh? Tao quá. Vinh, em không ngờ có một ngày anh bản lĩnh như vậy. Bây giờ bản lĩnh à? Bản lĩnh à? Chỗ cha con người ta nói chuyện, ba mày mày nói chuyện cái gì? Ê, tao nghe không có được, quýnh nữa nha. Vinh ơi, em ủng hộ anh quậy tiếp đi anh. Trời đất ơi. Em đừng có nói nữa. Còn thằng kia mày tức quá tao có tức. Trời đất quỷ thằng ơi. Vinh ơi, quậy đi Vinh. Vinh ơi, quậy đi cho. Trời đất quỷ thằng ơi. Vinh ơi, quậy đi. Trời ơi trời, tôi chưa bao giờ mà lâm vô cái hoàn cảnh mà. Thưa quý vị, lần đầu tiên thật oái oăm cho cuộc đời của tôi. Rất cảm ơn đại ca Trung Dân đã vào đây giờ trợ giúp cho em. Cảm ơn Lâm Vi và cảm ơn em rất là nhiều. Và một tràng pháo tay cho Vinh Đâu thưa quý vị. Xin mời anh Hoài Linh. Cảm ơn anh Trung Dân, cảm ơn Lâm Vi Dạ và cảm ơn Trấn Thành. Tôi cảm ơn Vinh Râu, đây là lần đầu tiên em tham gia chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Mọi người đã biết em rất là nhiều ở trên những cái mạng xã hội. Thì mọi người cũng đã rất là thích để coi những cái tiểu phẩm của các em. Em có cái nét diễn nó lạ lùng lắm. Tức nó cứ nhẹ nhẹ. Nhưng mà những cái câu nhấn nhát của em á, nó rất là đắt. Và em xử lý tình huống nó duyên dáng. Và cái cuối cùng là cái mà cao trào nhất. Khi mà em vùng lên để em phá cái chỗ này đi à. Và kể cả khi em phá như vậy á, em cũng còn đem được miếng hài vô trong cái đó là anh thấy em cũng giỏi rồi. Cái gì đó? Cấn gái. Cấn gái. Có nghĩa là tại vì người ta cấn nợ, ông cấn gái. Cấn gái. Để cái bảo vệ người yêu của mình. Cái sự vùng lên của em nó rất là hợp lý. Cảm ơn Vinh Râu rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ khép lại căn phòng thứ hai để xem ai là vị khách mời kế tiếp. Sau vài phút giải lao, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Xin được chào mừng toàn thể quý vị trở lại với Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Thank God you're here. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ một trong những nhân vật mà tôi tin chắc quý vị đang chờ đợi. Minh Tú. Minh Tú, áo quần Asia Next Top Model 2017, một trong những siêu mẫu ấn tượng của làng thời trang Việt Nam. Ngoài thân hình bốc lửa và chiều cao lý tưởng, Minh Tú còn gây ấn tượng với khán giả bởi cá tính mạnh, thẳng thắn của cô trong các show truyền hình thực tế. Đến với Ơn Giời Cậu Đây Rồi, Minh Tú hứa hẹn sẽ có một màn thể hiện độc đáo.
Lý do mà mình tham gia chương trình thứ nhất là mình đã từng coi chương trình rất là nhiều lần. Mình cảm thấy nó rất là thực tế, rất là hài và rất là bổ ích. Thứ hai là mình cũng muốn thử sức mình. Cuộc sống của mình thường thích những cái gì nó hơi khó khăn và mình muốn tham gia để biết được rằng mình có năng khiếu diễn xuất cũng như là ứng xử hay không. Khán giả thường thấy Minh Tú trên các chương trình truyền hình thực tế khác khá là hung dữ. Thực sự đúng cái cá tính của mình ở ngoài đời, nó là một cái cá tính mạnh. Mình rất là thẳng thắn và mình có cái suy nghĩ thích gì nói như vậy và mình không ngại sự va chạm. Trong các trưởng phòng của chương trình Ơn Trời Cậu Đây Rồi á, thú thật thì mình cũng không biết ai hết. Chưa có dịp làm việc, cũng chưa có bao giờ nói chuyện. Đối với mình thì vô đâu cũng được. I don't care what happened. Mình vẫn làm Minh Tú thôi. Vâng, xin chào đón Minh Tú. Dạo này người mẫu nó đâu có bình thường đâu ta. Em đừng có ý cái giò em dài rồi em muốn làm gì em làm. Chú là ai vậy? Con không có biết chú, chú đi ra đây. Cũng lạ lắm mà nghe. Con cũng biết nó lạ lắm mà nghe. À, cũng lạ lắm mà nghe. Nè, em hãy giữ gìn cái điều này vào trong căn phòng đó. Bao nhiêu cái điều nó sẽ chờ đợi em yên tâm. Dạ. Bây giờ anh đang rất là buồn đây nè. Sao anh buồn? Tại vì anh đang hy vọng là chương trình sắp anh vào để gặp em. Tại vì chương trình cũng thương em á. Biết miệng lưỡi của em không có lại anh. Cho nên là cho em vô chỗ dễ dễ xuống. Em nghĩ mặc một cái bộ đồ này như thế này anh thì thấy em run không? Em hồi hộp. Hồi hộp tim đập thình thịch. Em nghĩ em mặc bộ đồ này thì em sẽ vào một vai nhân vật như thế nào? À, em nghĩ là cầu thủ đá banh. Em có thích chơi đá banh không? Dạ không. Tại sao? Thích xem không? Chút chút. Em thích bộ môn thể thao nào? Dạ gym, bơi, boxing. Ok, cảm ơn em. Những bộ môn đó không giúp ích em trong trường hợp này. Chúng ta hãy đến gần cái cánh cửa để anh giới thiệu quý vị khán giả về những gì sẽ chào đón em trong căn phòng này. Mời quý vị cùng gặp gỡ những điều thú vị nằm trong căn phòng tiếp theo. Em không thích cầu thủ nhưng mà bên trong đó anh nghĩ là sẽ có người chào đón em. Mà cái người này cũng là cầu thủ đó. Em hy vọng được gặp ai? Dạ ai cũng được ạ. Tại vì em nghĩ ai cũng ác với nhau. Câu trả lời hợp lý. Ủa mà quý vị cười cái gì? Hả? À em ơi, anh nghĩ là chúng ta nên trò chuyện khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa để câu chuyện được đậm đà hơn. Là bởi vì anh nghĩ rằng quý vị và các bạn thân mến, khi quả bóng lăn trên sân cỏ, chúng ta có thể thấy được một người cầu thủ sẽ cực khổ như thế nào để đưa bóng vào lưới. Nhưng nếu có một ai đó đứng với dáng như thế này thì ôi thôi, thưa quý vị, có những người tự chọn cho mình những sự khó khăn. Chúng ta hãy thư giãn em nhé. Em có bóng. Biết. Ừ, bóng. 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 Cố gắng lên nha. Yeah. Giao phòng nở bông hay vô phòng chết ngắt? Mời em. Dạ chú không mới về. Ơn giời, thằng bạn chung phòng và chung đội bóng đây rồi. Ê, mày bị khùng hả? Ai hất tóc cho mày vậy? Hả? Tự hớt. Không có thằng đàn ông nào mà để tóc bâm bê như mày hết trơn á. Vậy là không biết rồi. À, mày để tóc theo thần tượng mày đúng không? Đúng sai. Thần tượng mày là ai vậy? Lý Tiểu Long. Thằng điên thiệt tình. Cầu thủ đá banh đi thần tượng diễn viên võ thuật. Đâu sao? Ví dụ mình cầu thủ đá banh là mình thần tượng là Ronaldo nè, Messi nè. Đúng không? Nói nghe nha. Hình này là của mày nè. Anh này có đá banh đâu, có phải cầu thủ đâu. Sao mày biết hình này hình ai không mà mày nói hình của tao? Hình này đâu biết đâu. Chỉ có biết làm nghề gì thôi. Nhưng mà tao nhớ là mày treo. Tại mày nói với tao là ước mơ nhỏ của mày là muốn làm người mẫu. Cho nên mày treo anh này. Mày phải biết cái cặp giò tao có chừng này thôi. Mày nghĩ sao tao làm người mẫu vậy? Thì đó là ước mơ.
có nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Ok, hay quá. Đó được rồi. Ê, gì vậy? Tệ. Cái thằng này có đánh thị cái gì vậy ta? Mày làm gì vậy? À, tập đùi, tập cơ đùi hả? Tập đùi là phải tập cho đúng, theo tao. Bỏ bánh xuống đi, tao chỉ cho huấn luyện viên hổ này chửi mày quá trời. Ừ, chửi mày lơ đễnh tập tành. Vô, tập đùi, tập đùi. Đó. Này. Hả? Rồi, được rồi, giãn cơ đùi để mình... Ấy, hiểu không? Đó, giờ mình tập với bóng nha. Cái vấn đề thứ hai là mình tập hứng bóng. Khi bóng tới là mình hứng ngực. Đó, hiểu không? Đó, hiểu không? Bây giờ mình cứ coi cái đầu tao là cái bóng đi. Hả? Thôi, không được. Không được. Mày cứ coi cái đầu tao là trái banh đi, tao chỉ cho. Khi trái banh... Không, cái này á, mình phải tập khi có bóng rồi, tưởng tượng chi. Nè, nhưng mà hứng bóng. Thì bây giờ tao chỉ cho, cái này, khi trái bóng bay nè. Cái quỹ đạo bay là không bao giờ nó bay thẳng. Nó sẽ bay cong, hiểu không? Đó, bây giờ tại tóc tao có nhiều quá chứ không tóc như Hoàng Sơn là mình dễ tưởng tượng hơn. Hiểu không? Hoàng Sơn là ai vậy? Hả? Cái ông hài á mà. Khi cái trái bóng bay vô là mình phải hứng, giảm tốc độ nó, hiểu không? Xong nó rớt xuống chân, mình bắt đầu mình khống chế nó. Hiểu chưa? Chúc chúc. Biết rồi, móng tay gì? Xì tay Hàn Quốc. Đi đá banh là phải xem móng tay hả? Cách để nó nhận diện được. Mày thích gái đúng không? Đúng. Đúng không? Nhưng mà tại sao mày đi làm chuyện đó vậy? Gì? Mày chui qua bên cái khu vực nữ, mày gom mấy cái nội thất rồi về chơi vậy? Ê, áo này á là của bà ngoại bận. Cái này là đồ bơi. Ừ. Mày lấy gì chi vậy? Không, đồ bơi của má tao. Bà gửi tao mua cho bà. Đây nè, mày đừng nói tao. Mày biến thái tới nỗi mày qua bên cái khu vực con gái, mày gom về giống như trong phim Hồng Kông á, gom về để dưới gối. Ừ nè, đó, tóc gì ghê quá hả? Sao vậy? Mày sao vậy? Cái này cái gì vậy? Thì nè, cái màn này để che ở đây nè. À, vậy hả? Đúng rồi. Còn cái này đâu phải tóc đâu. Cái này giống như cái bụi, không có tìm bụi nhùi, chùi phủ của bụi gì đó. À, rồi, thôi, ngồi đi, ngồi. Ngồi xuống. Thèm quá hổng dài. Mà không dám uống, sợ bị phạt. Vô. Cái gì vậy? Vũ. Thôi, không uống rượu. Uống đi. Đời này ai uống rượu đế. À. Ê, nói nghe nè. À. Mày làm đội trưởng mà mày không có một cái chút kỷ luật gì luôn ý. Kỷ luật gì? Thì nội quy, hôm nay phải thứ bảy đâu mà sập sinh. Ê, hỏi đi, hỏi đi. Đã từng có bạn gái chưa? Kể nghe chơi vậy. Hỏi chị. Hỏi cho biết tâm sự chơi. Thôi. Chứ tao là chưa bao giờ có bạn gái luôn á. Tao mà là con gái, tao không có chồng mày. Ê. Sao? Nhưng mà công nhận mày cũng đẹp á nha. Tướng tá giống như người mẫu mày. Tao không đẹp ai đẹp. Tao biết mày ngưỡng mộ chiều cao của tao mà. Thế tao nói về tao hỏi vợ. Mũi thấp cũng sửa được, môi lép cũng bơm được, cái gì cũng được. Chỉ có một thứ là chiều cao là không sửa được. Trời ơi, cái tướng này mà làm con gái thì chết luôn á. Trời ơi, con gái là phải siêu ba vòng giống gì nè. Giống vậy siêu mẫu Minh Tú á. Người ta là siêu vòng ba, còn ở siêu mẫu Minh Tú siêu ba vòng vậy nè. Ừ. Luôn nhỏ ra đó. Ê, ngồi. Tạo thái nhỏ lắm đi. Ừ. Tạo thái nhỏ lắm á. Mày gặp nó ngoài đời chưa? Rồi. Mấy nhỏ người mẫu chắc khùng lắm mày hả? Hả? Không, tùy đứa, có nhiều đứa khùng mà nhạt lắm. Con nhỏ đó khùng nhưng mà mặn. Thiệt mày á. Thôi tao nói nghe. Sao? Gì? Không. Ủa mày sao vậy? Gì? Hả? Nói nghe. Nói đi tao nghe. Mày lùng mày, để tao khoát vai mày. Sao? Ngày hôm qua mày dọn nhà rồi đúng không? Bữa nay tới lượt tao đúng không? Ấy đi rồi gom đồ tao đi giặt luôn cho. Cởi 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 cở
tại vì bữa nay tới lượt tao dọn dẹp giặt đồ thì mày tháo bộ đồ mới đi tập về hậu đình tao dặn con chó. Từ nuốt xuống rồi ba. Tao chưa thấy thằng Thành ngoài đẹp như mày luôn á. Bộ đồ này tao giặt rồi, tao chưa có tập, không có cần, không cần cởi đâu. Ủa nãy mày mới mày nói mày đi tập, mày dạ, mới nói má tao vậy mày. Hả? Má tao sẽ yêu thương mày. Nó nghe nè. Đừng sao? Nghe nè. Ừ, đã nói rồi. Vậy nó hợp hơn, vậy nó ngược lắm, tối mỏi vai. Tao bắt đầu thấy nghi ngờ mày rồi đó nha. Sao nghi ngờ? Không có thằng đàn ông nào mà bạn bè mà tròn vai cái là bắt đầu giật ra nha. Ví dụ mà cao cỡ anh người mẫu mấy tấm mấy nè, ghét ba anh thuận hơn. Tao có cách hết trơn, mày nói là vậy là không thuận tay, tao thuận tay được thì sao, mày đứng sát vô coi. Con ra coi. Nhưng mà nói nghe nè. Ê, ngày xưa ai tỉnh xích, đừng đâu. Đau tay không? Đánh ngay cái xương rồi má. Đâu vô đi. Thằng này nó cháo, bữa nay tao bực bội mày quá. Đợi chứ, đợi chứ. Alo. Dạ. Dạ gọi. Ngược điện thoại rồi. Thằng này. Tinh tế ghê. Alo. Từ từ, tao nói chuyện không đã. Dạ, à, dạ không có ba, con chửi cái thằng trung phạm con ba. Con biết rồi, ba cứ ép con lấy vợ hoài, con không yêu nhỏ thắm đâu mà bắt ép về quê hoài. Con còn đi sự nghiệp cầu thủ con nữa. Đúng, con đã có bạn gái rồi, bữa nào rảnh con sẽ về. Hả? Ba lên đầu hẻm rồi hả? Chết tao rồi. Cái gì vậy má? Mẹ lên coi, làm cái gì mà chết rồi. Ba tao lên rồi. Ba mày lên thì sao? Tao nói ổng á, là tao có bạn gái rồi. Bây giờ sao đi? Bây giờ ổng lên mà ổng phát hiện tao không có bạn gái là coi như ổng đuổi tao về quê liền, dẹp sự nghiệp cầu thủ. Bây giờ mày giúp tao được không? Giờ giúp tao. Bây giờ nè, đây. Ba có đồ của bà nào, bà ngoại của mày nè. Đây. Vô toilet, vô toilet. Đâu? Mặc vô đóng giả bạn gái tao được không? Tao giúp mày cho tao cái gì? Mày muốn cái gì? Nhanh lên, không có thời gian đâu, mày thẫn thờ hoài. Thôi cái đó suy nghĩ sao nha. Suy nghĩ sao hả? Mày khỏi cần suy nghĩ cái đó cũng được. Vô đi. Trời ơi, lên cái gì giờ? Ôi âm giờ giấc lên vậy. Ô ba ai trong phòng không? Ô trời ơi, con trai tôi đây rồi. Ba, ba khỏe không? Khỏe ha con ha. Trời ơi, ba lên. Trời ơi. Sao ba lên không nói không ra đón? Không, tao bất ngờ mà. Với lại á, mày bay nói là bay có bạn gái rồi tao nôn. Nói chung là cũng hy vọng nhỏ con gái nó đẹp đẹp xíu rồi nên nở mày nở mặt với bà con nha. Dạ. Ồ. Trời ơi. Con mới chào bác hả? Dạ, chào bác. Nghe đồn là con là coi như là vợ sắp cưới của thằng con. Dạ. Bác đúng không? Dạ, hay chồng con tính qua năm rồi có sẽ. Đáng đi con. Lén nhỏ này về á, đổi cái gen giống nồi của mình. Cha con lùng điều à. Dạ. Nhỏ này về bác, cao bác. Cao được nè. Bác. À, trời ơi nó cao y như cái giường tầng luôn bây ơi. Trời ơi con đứng cái bên coi. Bác, nè tụi con mới có tìm hiểu thôi hả? Có quen 3 năm rồi tìm hiểu gì nữa, 3 năm ơi. Quen 3 năm. 3 năm rồi, nấu mới tìm hiểu à. Con mày bị giật kinh quân mà đứng yên tại chỗ coi. Mày làm cái gì mà sao quân. Vậy thôi thì ngồi tại chỗ này ngồi chỗ ghế này đây. Bác ngồi, bác lớn con ngồi dưới đây. À vậy hả, trời ơi giỏi quá. Dạ đây bạn gái con ngoan lắm ba. Cái nhìn bác ở dưới quê miền Tây vậy thôi chứ bác là đổi mới lắm nha, đầu óc tinh tiến dữ lắm. Dạ. Là con gái phải thoa son, bây giờ thoa cái môi bầm đi rồi nói chuyện với ba. Rồi nè con thoa đi, nhẹ nhẹ cũng được cho nó có thần sắc xíu nè. Trời ơi sao mày giống dữ mày, mày giống y chang luôn á. Ê sao mày nữ tính dữ vậy mày, mày giống kịch hay quá mày. Con gái mà má hả? Alo hả? Bác thì đó giờ không biết hai đứa làm sao. Dạ. Mà từ nãy tới bây giờ thấy hai đứa cứ lấn cấn hoài, bác cũng lo không biết tình cảm hai đứa như thế nào. Dạ. Cho nên giờ hai đứa hung cái cho bác coi coi.
được ba ơi, không thể hiện tình cảm cái đi ba ơi. Hay đúng tao ơi, hồi xưa nghe tao với mẹ bay là cái nó là trùng trục luôn đó. Yêu con trai mà sao cái gì, con trai con nhỏ mà sao bạn gái con vợ sắp cưới không được đâu bác. Sao không được con, người yêu với nhau người mà. Lớn con không làm được mẹ. Trời ơi, rồi người lớn ở đây vô kính đáo bác cởi mở mà con yên tâm đi con. Em cứ hung đi, em đứng một chỗ đi, em như con lãi vậy đó. Đứng một chỗ đi, không mặt đứng quá một chỗ. Bây giờ để thầy con nắm tay cho ba thấy tình cảm thấm thiết. Ờ đầu nhận hai đứa xứng đôi ghê. Rồi hôn cái coi. Dạ. Hai ba. Đó, dạ, dạ. Cái gì rồi tôi gọi là táp đó ba. Tại vì biết hai đứa là sắp cưới nhau. Trời ơi ai vậy? Cuối cùng thì tao cũng đã tìm ra mày. Gì vậy? Đứa con gái mất dạy. Chú có bị bệnh gì không? Đây là thằng bạn đá banh chung với con. Tao là ba nó, tao được quyền không mày? Đây là con gái ruột của tôi. Tao nói đâu. Mày nè, mày giờ con hỏi nè, nhìn có giống không? Trong phòng này ở đây nó giống là mày phải giống. Giống quá mày đừng cả. Cái gì vậy? Chung chỗ cho nên giống ba. Đây là thằng bạn đá banh chung với con, tại sao bây giờ là con gái được ba? Đây là con gái ruột của tôi ở dưới quê, nó cãi lời tôi, nó chạy lên đây nó sống. Rồi nó tự nhiên mấy người chứa chấp ở trong nhà này. Không phải, con không biết. Bữa nay ba lên thì con sợ quá, con sợ không có bồ ba bắt về quê, con mới nhờ thằng bạn con nó đóng giả gái với tóc giả mà nghe nhìn tóc. Hèn gì không bao giờ chịu tắm chung với con. Mày ra đây, mày ra đây. Tại sao mày làm cái chuyện mất mặt vậy? Ở nhà cha mẹ định đoạt cho con, con không chịu, con chạy lên đây rồi con vô trong cái phòng này con cải nam trang để làm cái gì, mày nói cho ba nghe. Từ nhỏ con đã thích chơi đá banh rồi. Em đừng có xạo, em thích đá banh sao không qua đội bóng nữ. Phải thích cái gì khác ngoài trái banh nữa. Tôi biết hết rồi, em đừng có nói nữa. Nhiều lần tôi thấy đồ quần áo đồ đạc, tôi đã biết em là con gái từ đầu rồi. Và tôi yêu em từ đó rồi. Cậu không có quyền. Tôi nhìn gia thế cậu ăn mặc như vậy, ở đây chắc chắn là nhà nghèo. Mày theo tao về quê, Hoài Linh nó qua dạm hỏi. Ngày mai mày phải lên xe qua, mày phải lấy Hoài Linh. Nhưng mà con không thích anh Hoài Linh, anh già quá à. Con đỡ thích anh này rồi. Cái gì? Ba nói thiệt con là cũng vì ba cái quỷ đá banh này ba bắt độ, bây giờ ba thiếu nợ ngập nầu. Bây giờ nếu con không chịu về là ba chỉ có bị giang hồ chém chết thôi. Con xin ba mà, con xin ba. Hãy cho anh biết tên thật của em là gì đi. Nhã Phương, Nhã Phương. Em có thể lấy anh được không? Mà em giờ lấy rồi mà, ai trả nợ cho? Anh sẽ trả nợ hết. Gia đình tôi là hiện nay là số nợ là 12 tỷ đồng. Nếu cậu có tiền, tôi sẵn sàng. Bây giờ anh chỉ hỏi em thôi, lý do gì em vô phòng này em giả trai, em ở với anh, rồi bây giờ em lộ là em là con gái? Anh bị lãng tai hả? Chưa già bị lãng tai rồi. Nãy ta đã nói là người ta thích anh từ lâu rồi, đi vô đây vậy cũng hỏi quá. Từ từ đã. Mẹ tôm tôm, cái gì cũng phải từ từ của con. Con yêu nó, con có biết là không có tương lai không Phương? Rồi làm nghề gì sống? Đá banh tới chừng nào mới giàu? Con có thể làm kinh doanh, con cũng đi học mà. Con cũng có một cái nghề ngỗng đàng hoàng. Nghề gì? Thì người mẫu. Mày làm được người mẫu, mày đâu có bỏ vô đây làm con trai để mà chui trong này. Thì lỡ mê trai. Được ạ. Ủa em là người mẫu hả? Em lên đi, em đi làm người mẫu lấy tên gì? Minh Tú. Hợp lý luôn. Bây giờ tôi chỉ hỏi một câu cuối cùng thôi, lấy nhau gì cũng được, ba người giải quyết cái số nợ dưới quê cho tôi đi, xong thì được rồi tôi về. Anh có yêu em không? Anh yêu em nhưng anh không thể nào gánh được cái số nợ mười mấy tỷ cho gia đình em. Em đi về với ba em đi. Chảnh với anh hả? Em đi về với ba em đi. Con thấy chưa, con thấy nó lật kèo con chưa? Nhã Phương ơi, con ngu lắm. Biết mà. Nhã Phương ơi, con biết mà. Hỏi anh lại lần cuối cùng, anh có yêu em không? Có, chắc chắn có. Nhưng bây giờ anh không thích, anh có một người vợ làm nghệ thuật.
Bây giờ em chọn anh thì bỏ người mẫu đi. Cái gì nhiều quá à, chọn ba rồi chọn anh thì chọn bỏ người mẫu. Con hỏi nè, ba thương con không? Ba thương chứ. Anh có thương em không? Thương. Bác có thương con không? Thương, thương luôn. Nè, tình yêu là gì? Thương nha là gì? Là hy sinh. Là mình mong muốn cái người đó hạnh phúc. Chứ không phải là mình bắt người đó là phải làm cái này cho mình. Hoặc là mình bắt người này phải làm cái kia cho mình. Thương yêu là cho đi. Em ơi, anh xin lỗi, anh sai rồi. Thương yêu là cho đi. Anh sai rồi. Anh sai rồi. Thưa quý vị, tôi rất là cảm ơn hồi chuông cảnh tỉnh của nghệ sĩ Hoài Linh. Nói thật là chưa bao giờ tôi thấy cái tiếng chuông mà nó vang lên mà lòng tôi nhẹ nhõm dễ sợ. Rõ ràng đây là một cái tình huống là oái oăm. Trường Giang là có câu chuyện của Trường Giang. Thì đây là Trấn Thành, tôi nói thẳng, tôi xấu tính, tôi tư thù cá nhân. Tôi chen vô thì tôi hãm hại cô bé này. Nhưng thưa quý vị, hôm nay Trấn Thành hoàn toàn thán phục. Dạ, xin mời nghệ sĩ Hoài Linh ạ. Cảm ơn trưởng phòng Trường Giang, cảm ơn Quỳnh Lập và cảm ơn luôn cả Trấn Thành. Thật sự ra thì một mình Trường Giang thôi với Quỳnh Lập thôi là em cũng đủ chết rồi. Thêm ông Trấn Thành vô nữa thì rõ ràng là 3-1 không chột cũng què. Nhưng mà em á, anh nói thật, đây là lần đầu tiên anh làm việc mà ngồi trực diện đây để nhìn xem em đá lộn sân. Tất cả những cái gì Trấn Thành nói hồi nãy, nhận xét về em vừa rồi đó, là anh hoàn toàn đồng ý với Trấn Thành. Anh chỉ thêm một vài ý như thế này thôi. Ngoài cái sự nhạy bén ra, em nắm rất chắc nhân vật. Khi mà em bước ở trong kia ra, mọi người chưa có lộ thân phận em là nữ, em vẫn giữ phong cách của một người đàn ông giả nữ. Và đến khi mà lộ cái thân phận ra em là nữ, khi ba em bước vào thì em lại có một cái sự nũng nịu theo kiểu khác. Và thật sự là có những cái lời nói của em anh rất là thích. Khi mà em hỏi là ba người có thương em không, tới giờ này thì anh không còn ngại ngùng gì với bốn khách mời của mình nữa. Bởi nói thật sự với em đó, khi mà có cái chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi, mời mấy người lạ lạ anh cũng sợ dữ lắm. Tội nghiệp cho người chơi á, bởi vì ở đây nanh nọc không à. Nhưng mà em đã vượt qua cái thử thách của em một cách rất là ngoạn mục. Cảm ơn Minh Tú đã xuất hiện trong chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Chúc em lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Và hy vọng rằng sẽ gặp lại em trong những chương trình khác. Cho em xin nói vài lời. Tại vì lúc mà em tham gia chương trình này á, thì thật sự á, là em cũng rất là hồi hộp. Bởi vì em chưa bao giờ gặp mọi người hết. Em cũng không biết là cảm xúc nó sẽ như thế nào. Nhưng mà em thật sự rất là vui. Bởi vì em cũng gặp được một người mà em coi từ bé đến bây giờ. Đó là anh Hoài Linh. Và em rất là thích. Cho nên là đối với em khi mà em đến đây á, ngoài cái sự trải nghiệm ra, thật sự thì em muốn nhìn thấy cái người mà mình thấy trên TV, mình thấy ở ngoài đời. Cảm ơn Minh Tú vì cái tình cảm chia sẻ rất chân thành đó. Và tôi tin chắc là Minh Tú sẽ còn thành công rất nhiều nữa. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn và xin mời quý vị đến với căn phòng tiếp theo. Xin cảm ơn. Trung Duổi, chàng trai duyên dáng xấu lạ mà nhiều tài của series hài Kem Xôi và Loa Phường. Trung Duổi gây ấn tượng với khán giả bởi những lối diễn xuất hài hước đa dạng. Khi nhắc đến anh, khán giả nghĩ ngay đến câu cửa miệng đồ nhà quê. Đúng một cái đồ nhà quê. Xin chào quý vị khán giả của Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Mình là Trung, biệt danh là Trung Duổi. Trung Duổi yêu thích diễn xuất từ nhỏ. Còn việc trở thành diễn viên hài là tại vì là mình cũng muốn diễn rất là nghiêm túc nhưng mà khán giả cứ cười rồi. Thế là khán giả quyết định mình là diễn viên hài thôi. Con người thật của Trung ở bên ngoài thì muôn hình vạn trạng lắm. Hôm nay thì hài hước, mai thì nóng tính, rồi ngày hôm sau thì ba phải. Nói chung là 7 ngày là 7 sắc thái. Khi nhận lời mời thì Trung đã có hỏi một số bạn bè của mình ở miền Bắc. Thì các bạn nói là lên sân khấu thì sẽ run lắm, khó xử lý lắm. Nên là Trung thì ước rằng lên sân khấu thì mình sẽ đủ minh mẫn để mình cùng với trưởng phòng tạo nên một cái tiểu phẩm hay. Và bây giờ xin chào đón diễn viên Trung Rồi.
sao thấy em lúc nào cũng bẽn lẽn ngỡ ngàng, giống như cái kiểu giống như mới mất sổ nợ hay cái gì đó. Sao kỳ vậy? Em bị hội chứng ruột kích thích. À, ruột kích thích hả? Cứ hồi hộp quá là em không chịu được. Em sợ chút mở cái cửa phòng này ra mà em không chịu được là em ngất là hết kịch kìa. Bạn cứ thoải mái nhé. Trưởng phòng cứu đúng không chứ? Trưởng phòng sẽ cứu bạn, bạn yên tâm, cứ thoải mái. Chúng ta sẽ đến đây, gần đây để xem là chuyện gì sẽ đến với bạn. Và thưa quý vị, hãy theo dõi xem điều gì sẽ chào đón bạn Trung Rồi. Xin mời. Và vị trưởng phòng cuối cùng thì chắc là bạn cũng đã biết rồi, đó là anh Tự Long. Anh Tự Long thì cũng là người Bắc, thì cũng có thể coi như là thuận tiện về việc ngôn ngữ với bạn. Bạn có biết hát không? Dạ em có biết chút. Bạn hát thử một bài đi, tại vì tôi biết là anh Tự Long anh hát hay lắm đấy. Đào liễu cõi một ý mình. Thôi được rồi, thôi chị rồi, thôi. Để dành đi, thì hát hay quá, vỗ tay. Nếu mà hát như vậy là ngon rồi đó. Có đồ chơi rồi. Chúc bạn thành công. Vào phòng nở bông hay vô phòng chết ngắt là cho bạn. Câu này khác câu Quảng Xuân Bắc à? Khác chứ. Mời bạn vô. Ơn trời, vệ sĩ của tôi đã đến rồi. Xin mời. Dạ vâng ạ, chào ông chủ. Tình huống khẩn cấp, hãy bảo vệ. Cái gì đây? Chiếc cặp hay là mạng sống? 3, 2. Giờ là ngươi chọn chiếc cặp à? Bình tĩnh. Anh chết chưa? Đây là thân chủ của cậu. Nhiệm vụ là phải bảo vệ người ta. Vậy mà cậu lại hỏi là anh chết chưa? Câu hỏi như vậy có đúng với tư cách của một vệ sĩ hay một người bảo vệ cấp cao không? Dạ, em xin lỗi ạ. Và đơn giản là cậu chỉ giữ tiền thôi sao? Dạ không, bởi vì em tò mò thôi. Lúc đầu anh không nói trong cặp có cái gì, em cũng muốn mở ra thôi chứ em chưa để ý đến tình huống. Sao lại không để ý tình huống? Tình huống của tôi là người ta dí dao vào cổ thân chủ. Và việc của cậu là phải bảo vệ, phải thể hiện. Dạ vâng, bây giờ có thể làm lại một lần nữa không ạ? Tất cả anh em đều mặc trang phục như này, tại sao cậu lại mặc như thế kia? Cậu xếp cấp cho em đúng một bộ đồng phục mà bắt em mặc cả tuần nó hôi quá, em cởi ra giặt thì còn mỗi cái áo lót đây em mặc thế, cố gắng đen rồi ạ. Cậu nhắc lại nội quy đến làm việc tại đây như thế nào? Thứ nhất là nội quy thứ nhất là phải khi đứng là phải chắp tay ra đằng sau đít. Còn gì nữa không? Nội quy thứ hai là tuyệt đối không được yêu. Nội quy thứ ba là phải mặc đồng phục đen. Tôi cho phép cậu vẽ lại nội quy trong cơ quan. Dạ, nếu được phép vẽ lại nội quy trong cơ quan thì em muốn có những điều như sau. Thứ nhất, buổi sáng là phải đi làm từ 10:30. Rồi. Chiều nghỉ lúc 1 giờ. Rồi. Mình chỉ nên bảo vệ thân chủ lúc ăn trưa thôi, bởi vì là thời gian còn lại họ làm việc không có gì nguy hiểm cả. Còn gì nữa không? Ăn mặc phải thoải mái. Nóng thì phải được mặc áo cộc tay. Rồi. Không nhất thiết là mặc áo vest. Rồi. Nội quy thứ ba là không tuyển người cao trên 1m75. Nội quy thứ tư là không nhất thiết phải đi giày da, bởi vì là dễ hôi chân. Hết chưa? Đã hết. Về nhà mày mà sống. Cậu có muốn nghỉ việc không? Dạ em không ạ. Hả? Tại vì là em đã lỡ bỏ công ty anh Linh rồi, mà bây giờ em về đây em xin tiếp, sếp lại đuổi thì em không biết phải nuôi mẹ em với em ở quê bằng gì ạ. Thôi được rồi, tạm thời bỏ qua cái giai đoạn đó. Cậu thích làm vệ sĩ không? Em có ạ. Cậu thấy cái nghề làm vệ sĩ này nó có gì đặc biệt, nó có gì đáng yêu, đáng thích không? Dạ, nghề làm vệ sĩ rất đáng yêu. Bởi vì là khi mà bảo vệ thân chủ thì em được hóa thân vào rất nhiều nhân vật. Giống với ước mơ ngày bé của em là em ước mơ được làm diễn viên ạ. Cũng thế, giống nhau. Cậu nói là cậu thích hóa thân đúng không? Vâng. Thì bây giờ tôi hỏi cậu này, vệ sĩ thì có điểm gì chung với nghệ sĩ không? Nó có chung là một cái chữ sĩ đã này. Rồi. Vâng. Còn cái gì giống nhau nữa không? Nếu không còn thì hãy nói đến điều khác nhau đi. Dạ, điều khác nhau là một bên là bắt đầu bằng chữ vệ và một bên bắt đầu bằng chữ nghệ. Nghệ sĩ thì được nhiều người hâm mộ hơn, còn vệ sĩ thì không có người hâm mộ. Còn gì nữa không? Vệ sĩ nhiều khi phải đi bảo vệ nghệ sĩ á. Còn gì nữa không?
Dạ hết. Theo hai cậu thì câu trả lời của cậu ta có đáng được tán dương không? Dạ không ạ. Theo cậu thì sao? Theo em, nghệ sĩ khác nghệ sĩ. Đó là nghệ sĩ đứng ngoài ánh sáng, còn nghệ sĩ đứng phía sau. Chúng ta có phải là vệ sĩ không? Đúng. Đang đứng ở dưới ánh sáng đây. Vệ sĩ đôi khi hy sinh tính mạng của mình để bảo vệ người khác. Bây giờ thế này, giả dụ cậu phải đưa thân chủ của cậu đến với một lễ hội dân gian đi. Thân chủ của cậu cũng phải tham gia vào những sự kiện đó. Liệu cậu có đủ tài năng và khả năng đứng bên cạnh thân chủ của mình mà không lộ thân phận không? Em tự tin em làm được. Vậy thì cậu có khả năng gì? Em biết hát. Nếu mà thân chủ của em là ca sĩ thì em sẽ đứng hát cùng. Cậu định hát cái gì? Alo. Tìm một nơi tình yêu thôi nữa. Làm chi thôi đã hết rồi. Này, lễ hội này là lễ hội hát cho gà nghe à? Hay như nào? Bài hát đấy nó có cái đoạn đấy nghe giống gà. Còn gì nữa không? Từ là từ phụ tướng báo kim sắc phong lên đàng, vào ra luôn trong tình trạng năm mơ canh mơ màng, em luôn trong tình trạng ôi gan vàng quằn đau ơi à. Rồi bây giờ tôi kiểm tra thể lực của cậu. Vinh, cậu là chuyên gia thể lực ở đây, cậu kiểm tra tôi xem. Hất đất đi em. Nhìn lên này. Hất đất, nhảy lên cho bạn ấy coi em. Rồi. Cảm ơn. Mời. Thế em làm cái khác cho anh xem được không? Cậu thích làm cái khác, tôi cho cậu làm cái khác. Cũng là thể lực anh nhá. Vâng, rồi. Những khả năng tôi muốn kiểm tra cậu thì tôi khá là thất vọng. Em thấy hai anh vệ sĩ này là đang dùng sức mạnh và võ thuật để bảo vệ thân chủ. À được rồi. Em là em phải dùng mẹo cơ ạ. Nếu như làm theo cậu nó tốt hơn thì cậu thử làm tôi xem nó là cái gì. Thí dụ. Ờ. Em sẽ đi xa thân chủ hơn các anh này. Rồi. Em không muốn thân chủ của em lộ ra thân phận là có người bảo vệ. Rồi. Như thế thì sẽ làm cho người ta muốn giết thân chủ của em hơn. Được rồi. Vâng. Em sẽ đi từ xa. Nếu mà ai tiến đến thân chủ của em mà định động vào thân chủ của em thì em sẽ cho người ta tưởng là có chó đến. Rồi, bây giờ mình ví dụ, thân chủ đứng đây. Rồi. Em là người thực hiện nha. Rồi. Sợ quá. Vâng. Đấy, bình thường nếu mà người sợ chó là người ta sẽ giật mình chạy mất ạ. Con chó như của cậu chắc nó chỉ có khoảng 2 cân hơi thôi. Đó không? Chó to nó phải thế này này. Có người gọi ạ? Xin lỗi. Cậu bập bập cái gì đấy? Nghe giống quá em. Dạ, em xin lỗi. Nào, nếu như theo những cách vừa rồi, cậu bảo vệ thân chủ mà cậu đứng như vậy, người ta đến. Vậy là tôi tiêu rồi. Cách đấy không ổn, cậu còn cái gì nữa không? Em xin nó. Hả? Cậu xin ai? Xin người định giết thân chủ của mình. Cậu chuẩn bị làm động tác đi. Nào. Dừng lại! Ông này cũng chưa trả tiền lương tháng cho em. Anh thương em, bây giờ ông ấy trả lương tháng cho em rồi anh hãy đâm được không? Thưa quý vị, đây là một cái căn phòng khá là thú vị và đặc biệt là cái phần xử lý rất là ngây ngô và chân thật của bạn Trung Rùi. Không biết là anh Linh thì anh nghĩ như thế nào? Trước tiên là cảm ơn trưởng phòng Tự Long, Trương Thế Vinh. Và cảm ơn Việt Ngô. Cảm ơn Trung Rùi. Nếu mà nói về đoạn đầu về thử thách thì anh Long đưa ra cái thử thách cho em khá là dễ dàng. Cái đó là những cái kỹ năng của cái người mà làm bảo vệ. Tuy nhiên khi bước vào phòng này, em vẫn giữ cái tiêu chí của chương trình là phải mang lại tiếng cười. Em ráng tìm những cái chi tiết nào có thể gây cười nhiều nhất. Cho nên lúc đó tâm lý em nó còn bị chệch choạc và hoang mang. Cho nên là những cái về những cái kỹ năng điều lệ hay là những cái gì đó, em muốn trả lời theo một cái cách khác. Cho nên là có nhiều cái em bị bỏ lửng nửa chừng á. Tức là mình
xử lý chưa triệt để cái tình huống đó. Cho nên là em còn lóng ngóng. Thưa quý vị, nói chung là tất cả các khách mời của chúng tôi xem chương trình ở nhà thì thấy nó cũng có vẻ đơn giản. Nhưng mà lên trên đây thì đôi khi vì ánh đèn, vì áp lực của tâm lý, thành ra có rất là nhiều những cái điều mà làm cho họ nhất thời sẽ không nghĩ ra kịp. Quan trọng hơn hết là bạn rất là đáng yêu. Tôi nghĩ rằng là chúng ta hãy ủng hộ tinh thần cho bạn để một lát nữa bạn còn một cơ hội làm tốt hơn nữa ở phòng số 5. Cảm ơn Trung Rồi. Cảm ơn Hoài Linh và cảm ơn các diễn viên. Thưa quý vị, chúng ta đang tiến gần đến căn phòng cuối cùng của chương trình và họ sẽ gặp gỡ trùm cuối. Hoài Linh, xin mời! Anh Hoài Linh thân mến, hình như cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Những người anh lo lắng hiện nay đang làm cho anh lo lắng ngược lại. Còn những người mà anh không lo lắng thì hình như họ đáng lo lắng hơn thì phải. Đúng vậy. Nói chung là anh cũng đang khủng hoảng tinh thần. Và bây giờ anh cũng chưa biết là anh vô phòng số 5 anh phải làm cái gì đây. Thưa quý vị, không chần chờ gì nữa, một tràng pháo tay để chờ đợi căn phòng số 5 với giám khảo Hoài Linh sau vài phút giải lao. Chào mừng quý vị trở lại với Ơn Giời Cầu Đây Rồi. Thank God you are here. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với căn phòng cuối cùng. Và ngay bây giờ sẽ là bốn nhân vật của chúng ta. Xin chào đón sự trở lại của họ. Là các bạn sẽ vào vai gì? Dạ thầy Pháp. Thầy Pháp. Em chắc thổ dân quá. Còn bạn? Mày ma. Ma. Tôi nghĩ bạn giống người đi trừ tà hơn. Còn bạn? Chắc là Pharaoh. Ok. Bây giờ bốn người này mỗi người một lý lịch, một nhân thân. Thì bây giờ tôi xin các bạn hãy giữ yên cái tâm lý này để quay mặt về sau chào đón căn phòng cuối cùng. Xin mời. Đây là một lá thư. Tôi xin một trong bốn người đọc to lá thư này. Vinh Râu. Chà, Ơn Rời, các thầy bắt ma nổi tiếng nhất thế giới đây rồi. Hiện tại khách sạn của tôi đang bị ma ám, việc kinh doanh bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ai trong số các vị có thể thu phục con ma này, tôi sẽ trả công bằng một nửa gia tài của tôi. Lưu ý, con ma này rất lợi hại nên khi gặp nó phải thu phục ngay. Ký tên Hoài Linh ông nội. À, Hoài Linh. Nhiệm vụ của tôi đã xong, phần còn lại nhường cho bốn vị. Xin mời. Vinh Châu, bắt luôn. Xin chào. Xin chào thầy Phương Tế. Xin chào. Có đầy đủ hết tất cả. Tôi xin trân trọng giới thiệu, tôi là chủ khách sạn này. Wow. Khách sạn nổi tiếng con ma. Nghe tôi kể lý lịch của cái khách sạn này. Dạ vâng. Làm ăn ngon lành lắm. Dạ. Yeah. Đúng một ngày, có một đôi tình nhân vào trong khách sạn. Họ yêu nhau thắm thiết. Cuối cùng, một người con gái thắt cổ chết. Người chồng nhìn thấy chết theo luôn. Kể từ đó, hai con ma trong khách sạn này nó lan tỏa ra. Khách vô ở bất cứ phòng nào nó đều nhát. Bây giờ nợ nần chồng chất, tôi chỉ xin các vị hãy cứu lấy khách sạn. Nếu như trừ được con ma này thì các vị sẽ được hưởng một phần nữa của tài sản. Nếu mà trừ không được thì coi như là sẽ bị con ma nó luộc và chết luôn tại khách sạn này. Bây giờ ai là người đầu tiên trị con ma này? Không, em nghe nói thầy Pháp châu Á là giỏi nhất á. Ở đây có hết tất cả những cái người nổi tiếng à nha. Đủ á, châu Á nè, châu Mỹ nè, châu Âu với châu Phi. Ai cần. Thôi bây giờ trước hết tôi mời thầy giúp giùm tôi coi có cách nào trị được con ma này không. Giờ ông kể lại xem là
con ma này nó đã làm gì ở khách sạn này. Con ma này ai tới là nó nhát, và tôi làm ăn không được. Bình thường con ma nó nhát mọi người trong khách sạn như thế nào? Mọi người bình tĩnh một chút xíu nó sẽ ra. Mà con ma này nó ăn kinh hồn, nó cúng cái gì nó cũng ăn. Trên bàn thờ nè, tổ tiên tôi nè, đó, tôi để trái cây đầu kia, tôi cúng, nó ăn sạch hết, thậm chí đồ sành sứ nó ăn luôn đó. Coi chừng một lát sâu tỏi đó, nó ăn luôn chứ đừng có nói. Không, không ăn đâu. Theo thầy Pháp thì ở châu Âu thì trị như thế nào? Giờ phá khách sạn đi. Ừ, khách bây sạn giờ đập phá khách sạn, để tìm từng ngõ ngách. Trời ơi, đập rồi tôi kêu mấy vị tới đây làm gì? Không nên đập phá khách sạn, như vậy sẽ thiệt hại của khách sạn rất là cao. Trong đó có cả phần thưởng của chúng ta nữa. Đúng. Hồi nãy tôi có nghe nói khách tới khách nghỉ thì nó hay ra hồ. Đúng. Bây giờ để dụ được nó ra, thôi nằm nghỉ đi. Đi nằm nghỉ. Ok. Bây giờ mình đâu, mình làm khách rồi nó thấy mình nghỉ nó chui ra. Thôi bây giờ chưa? Tôi để lại một cái không gian lại cho mọi người ha, mấy người chiêm ngưỡng con ma đi, rồi mọi người sẽ trị nó. Chào. Thôi nằm ngủ sao, đi. Sao? Nằm ngủ. Mình cứ nghĩ là nó ra. Nằm cái dáng kêu gọi nó ra. Cứu tôi với. Đừng. Cái gì? Trời ơi con. Mất ở trong kia mà giờ ra đây đứng rồi hả trời? Trời ơi, tôi sợ quá, tôi bỏ chạy. Cái này phải ma quá không anh chị? Mà trước lúc còn sống là làm mẫu, đam mê dữ lắm. Đó, dáng high fashion quá trời luôn. Nhưng mà người mẫu gì mà chiều cao cỡ này em nghĩ... Ước mơ, người mẫu ước mơ gì đó. Ôi, luôn hả? Ma bị trượt sóng rồi. Sao? Ma không làm gì. Ai bắt chuyện với nó đi, để nó đứng nó múa hoài. Cho tiền. Ê, thằng ơi, đừng có đụng tới nó. Đụng môi tới nó là chết. Dễ sợ luôn, hồi còn sống chắc là bơm môi dữ lắm rồi. Someone is hot now. Sao đây mà nó hot nó hot ha? I wanna come and rap 40 baht na. 40 baht đi quả, we are in Vietnam là Việt Nam ha. Đừng đối đáp, cứ dịch đi. Dịch đi, ai dịch đi? You speak the Thái Lan nè. Thái Lan á. Thái Lan á, khá khá muốn khạp nắc lạc, bà lập lọc lạc bọc, bà lạc lọc bụng 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 nè. Hiểu không? Chết đuối đúng không? Bụng bụng là gì vô xong rớt xuống nước bụng. À, là nó chủ yếu là nó hù người ta, nó ra thành cầu, nó thắt cổ. Là nó để hù người ta thôi, thằng nào không biết lại chơi cắt dây nó rớt xuống sông rơi cái tụng. Trời ơi, tôi kêu mấy vị tới đây mà trị con ma này đâu phải bình luận tìm hiểu cái gì vậy? Trị đi. Được rồi, đây trị là đi. Một con ma xuất phát từ châu Á, ma Thái Lan. Để tôi trị. A camera nè, 40 baht nè, 40 baht nè. Cút ra đi. Nãy giờ không hiểu cái gì cả. Không hiểu gì hết. Bắt thì bắt đi chứ đừng nói chuyện nữa. Nó đứng yên nè, nó đứng yên nè. Trời, hai tờ. Nước miếng mày thúi như quỷ. Con ma này Việt Nam nè. Trời ơi. Tí ma. Lạc. Cái gì vậy? Dày hơn, bự hơn, cao hơn. Lạc. Ô, mày có gu chơi với ma luôn hả? Đi, gõ vô cái mỏ bây giờ nhá. Nó lệch cái silicon là chết nghe chưa? Đừng. Đi. Đừng. Con ma này đang có tâm sự. Nó không có ý muốn phá chúng ta đâu. What wrong with you? Why you don't speak? Đẹp mà khùng na. Sao đứng đây không vậy? Tôi mướn qua đây tiền đô không mà. Trời đất ơi, vé máy bay từ Mỹ bay qua đây à? Chỗ dùng của con không có ma. Trời đất ơi. Cho nên là con chỉ đại diện tới đây thôi. Con ma gì nữa đây? Đi về đi con quỷ. Mẹ ăn ở không quá hả?
Bếp lúc mày không lo làm, mày đi qua khách sạn tao mày quậy chi? Đi về. Bị mát mà. Mày cũng vậy, hai vợ chồng mấy khùng điều hết trơn à. Thôi thôi. Đi về. Ông làm gì mà ông mướn nhiều người dữ vậy? Trời đất ơi, cái khách sạn tôi đang bằng ăn ngon lành, tự nhiên bây giờ ma quỷ. Ma quỷ cái gì? Tôi nói cho ông nghe nè, tôi một cái khách sạn, ông một cái khách sạn, hai khách sạn mình gần nhau. Trước tiên là ông làm ăn á, cạnh tranh không có lành mạnh. Tôi mới đưa mấy cái đứa nhà bếp của tôi qua quậy ông, để cho ông biết là khi quậy người khác á, là mình phải lãnh hậu quả như thế nào. Tôi đâu có ngờ ông mê tín dị đoan, ông mướn thầy đồ này nọ về. Ông để im, tôi hỏi từng người coi, nếu trên đời này có ma thiệt, câu thần chú bắt ma của thầy là gì? Bác, bác lại thầy lại tóc lòn mà. Đi chỗ khác ở đi nha. Về đây. Dạ. Nói đàng hoàng, nói cho mọi người cùng hiểu, không phải nói một mình hiểu. Con sẽ bắt ma bằng cách là con sẽ bắt ma. Hả? Giỏi đó. Hát phô ấy. Hay quá. Hát phô là bắt ma bằng chết. Cách là sẽ bắt ma. Còn thầy, thầy sẽ làm cái chiêu thức gì để thầy bắt được ma? Cảm ơn thầy. Thầy ho, thầy đúng cười rồi. Là nó đi rồi đó hả? Chúng còn hỏi nhiều. Cô nghĩ là những cái củ tỏi trên người của cô, nó sẽ giúp cô bắt được ma. Nó tự qua đây luôn à. Tôi nói ông rồi. Thầy bà cũng có 5 loại thầy bà, 7 loại thầy bà. Rước ba cái đồ khùng khùng chợ quán này về chứ. Tôi đâu có biết đâu. Bây giờ tôi nói cho ông nghe nè. Nếu mình nghĩ về tâm linh thì ở đâu cũng có người âm hết. Nhưng linh tại ngã, bất linh tại ngã không phải là thầy hay. Quan trọng là cái tâm mình giỏi hay không. Mình xin người ta thì người ta sẽ giúp đỡ cho mình. Cái đó là âm như thế nào thì dương như vậy. Hiểu. Ông dị đoan mê tín kiểu này á, có ngài nổi mấy thằng thầy này không á, nó ăn ông hết tiền. Chưa ăn. Đó là chưa ăn. Lát nữa ta sẽ cho ăn suốt đời. Ăn mà có người phục vụ tận nơi, ăn ở một chỗ thôi. Đó là đi báo chính quyền. Nếu mà ông báo vậy là chết tôi. Tôi xin lỗi anh Linh, hồi xưa tôi cạnh tranh anh không có lành mạnh. Thôi không sao, anh biết hối lỗi là được rồi. Từ nay trở đi tôi chỉ muốn anh á, làm ăn là cạnh tranh lành mạnh công bằng. Bớt ba cái mê tín dị đoan thầy bà này đi. Dạ. Yeah. Thầy bà gì đâu tầm bậy tầm bạ. Có một câu thần chú để bắt ma cũng không được nữa. Chưa nói. Coi cái ngao sọt hết, chỉ cần cái đọc an ma đi bắt đi hồng, an ma đi bắt đi hồng là xong được rồi. Tính nói tự rồi, nhiên cái mà nãy mới mày nín đi nha. Thôi được rồi. Dạ. Yeah. Đưa mấy thầy này về đi. Dạ. Yeah. Rồi từ nay trở đi tôi sẽ giới thiệu. Bê khách bên tôi đông, tôi giới thiệu qua cho anh. Yeah. Anh làm ăn trở lại bình thường nha. Cảm ơn rất nhiều. Mà khỏi vậy. Rồi vậy đi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi căn phòng số 5 với phần tham gia của nghệ sĩ Hoài Linh, nghệ sĩ Trung Dân, Lâm Vĩ Dạ và 4 người chơi. Xin một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa quý vị. Trên tay của Trấn Thành hiện nay đang là chiếc cúp của Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Xin mời nghệ sĩ Hoài Linh cho biết nhận xét của anh. Xin cảm ơn tất cả quý vị khán giả cũng như cảm ơn tất cả những khách mời của chúng ta ngày hôm nay. Thật sự ở trong này thì 4 phòng thì Linh đã chọn được 2 phòng. Cái phòng số 5 sẽ là cái phòng mà để thử thách và cộng thêm điểm. Coi thử là người nào lanh lợi, duyên dáng thì chúng tôi sẽ trao cái cúp này lại. Cho tôi bắt tay hết tất cả các bạn. Cảm ơn. Cảm ơn em. Cảm ơn Vinh. Tôi quyết định trao cái này lại cho Vinh Râu. Chúc mừng Vinh Râu với chiếc cúp của mình. Và cũng rất là cảm ơn Minh Tú đã mang đến những cái trận cười thật sự là thú vị cho khán giả. Cảm ơn Khổng Tú Quỳnh và bạn Trung Rùi đã tham gia chương trình nhiệt tình. Hy vọng là các bạn sẽ may mắn hơn những lần sau. Quý vị và các bạn thân mến, và bây giờ chương trình xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào lúc 21 giờ thứ bảy tuần sau trên kênh VTV3. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại với Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Trời đất quỷ thần ơi, nó cưới vợ mà nó đem qua có mấy lá trầu chứ.
năm trái cao. Dạ đây đây là ngũ hành kim thủy hỏa mộc thổ, như vậy nó mới không bị tốt được. Con nghĩ năm quả cũng rất là hợp lý, là vì con thấy những người khi phải khênh cái này lên đầu rất là mệt. Con mang cái này để tượng trưng. Miếng cao miếng trầu là đầu câu chuyện để cúng ông bà đồ này nọ cho nó có cái lễ thôi. Chứ anh ăn giọng nó đưa xe căm nhông nó chở tới cho ăn. Tình yêu không có phân biệt tuổi tác với ông anh. Đó, thấy chưa? Con thương ảnh rồi. Thấy chưa? Cháu ông nó táp cháu tôi chứ bộ. Thấy chưa? Bây giờ hôn một cái để chứng minh nè. Chúng ta có thể hôn nhau khi động phòng. Đông Á hân hạnh đồng hành cùng chương trình.